9 có bằng đấy á? Vâng. Cái mã này còn cái gì á? Đấy chỉ có mũi L thôi chị ạ. Sao nó không ấy? Sao nó cắm vào màn ta lại rút ra, lúc ta lấy cái mã mô tra gửi cho Hải. Hôm nay soạn những cái hàng lẻ treo treo lên ấy. Hello các chị yêu. Em ơi lên phao xịn đi á, rồi bình tĩnh chị ơi, hàng nó vừa về xong. Hàng nó vừa về xong rồi, chuyến này em vượt được sale với chị nhá. Chuyến này em vượt được sale rẻ hơn rất là nhiều luôn đó chị ạ. Cho em xin được chia sẻ với các bác ơi. Nhiều mã đẹp lắm. Em chào chị Phượng nhá, em chào chị Thân Hiệp ạ. Hello các bác ạ. Đơn hàng tại bộ biểu biểu của chúng ta mà chưa thấy hàng về á. Chị Thủy Nguyễn comment em được kiểm tra đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Phao lỡ em còn chị ơi. Phao lỡ còn nhá, mỗi bác đi qua live cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Chia sẻ live stream ạ, thả tim và thả like giúp em để lấy được tương tác các bác nhá. Em lên luôn ạ, và muộn em sẽ lên luôn nhá. Áo da đằng sau là cái nào em nhỉ? Áo da cái gì? Em chào chị Tích Nguyễn ạ. Cảm ơn chị Trần Thị Kim Dung nhá. Áo phao xịn hôm nay về rồi. Cái đấy là nó bị tắc biên đi. Hôm trước là các chị hỏi bây giờ em có shop cái nào đâu. Nhưng hôm nay về thì em cũng xả rẻ nốt cho các chị yêu mình thôi. Em chào chị Đỗ Thị Bảy nhá. Cái màu đen áo da. Màu đen áo da là cái gì nhỉ? Đơn hàng tối hôm qua nhà em vẫn chưa chốt xong đâu các bác ơi. Nhà em sẽ vẫn gọi chốt đơn của tối hôm qua đấy ạ. Nhận được áo này xuất sắc, cảm ơn chị Xuân Diện nhá. Em chào chị Quỳnh Lê ạ. Các bác vào like cho em xin một nút thả tim thả like giúp em với ạ. Chia sẻ live stream để mình chốt đơn hàng nhá. Chị ơi cho em xem cái mã này nhà mình còn bao nhiêu cái chị ơi. Xả lẻ đấy chị ơi. Còn tầm chục cái. À, sai gì? Mã này là 726 này. Đâu đưa cho em nào. Định đưa cho em cái size gì đây? Còn mấy cái size L? Một cái. Còn đúng một cái size L á? Các bảo còn nguyên XL, một cái size L. Cái này mã 726 em nó còn nguyên size XL các chị này. 726 áo đáy mặc là mã 726 á. 726 vào kèm số điện thoại cho em. Em nó còn nguyên size XL thôi. Còn nguyên size XL các bác mình lên đơn hàng chứ là 726 vào kèm số điện thoại ạ. Sao xịn từ từ em lên báo giá sau chị nhá. Áo em mặc á. Em xả luôn áo này là 100. Áo này đang bán bao nhiêu tiền chị nhỉ? Áo này hôm nay em sale các chị bây giờ còn nguyên size XL thôi. Còn đúng một cái size L thì em đang mặc mẫu các chị nhá. Còn đâu là size XL các chị 58 cân đến 65 cân. Từ 58 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị bác lên coi em là 726. 726 cộng số điện thoại cho em áo đá các chị này. Em xả luôn áo này là 100 ạ. 50.000. Đây vâng nhá, đúng hôm nay em còn tầm chục cái và còn nguyên size XL thôi. Em tặng cho các chị là giá 150. Không có 2XL đâu chị Thắn Hùi ơi. Mã này em có là size 1XL thôi. Đúng một cái size L em đang mặc thôi ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã 726 cộng số điện thoại cho em. Chị nào từ 58 cân đến 65 cân em chốt đơn. 58 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. À, tự nhiên em có chị Hải Huyền ơi, mã 726 chị yêu mình nhanh tay chốt đơn hàng nhá. 180 ạ, sale 150. Em còn nguyên size XL thôi ạ. Bác nào vừa mẫu này các bác chốt đơn luôn mẫu này cho em ạ. Vừa XL các chị chốt đơn luôn nhá. Hết hàng rồi các chị ơi ạ. Đẹp dã man luôn các chị này.
Mã hàng chị là 726 ạ. Chị Mai Mai rồi, ok, chốt đơn hàng ạ. Chị Trần Gái ok, quần em mặc là quần sóc nhung chị ơi. Quần sóc nhung ạ, 170.000. Em đang có từ size M. Có từ size gì Huyền nhỉ? Dạ. SML à? SML. Hay là ML? SML chị ơi. Không phải. MLXL. Có SML. MLXL, SML. Cái quần này em sẽ có size là SMLXL chị yêu nhá. SMLXL, quần cho các chị con mình là sóc 007 kèm số điện thoại ạ. 170.000 một quần là em có sao các chị từ khoảng là 45 cân đến tầm khoảng là 60 cân. Đó. Ui dồi ôi, làm gì mà có nhiều hàng lỗi thế hả chị? Chị Lê Như Ngọc. Thi thoảng nó có cái lỗi thôi chứ bây giờ hàng em lấy về và cái nào cũng lỗi, em xả rẻ thì làm lấy đâu ra hả chị? Thi thoảng mới có thôi. Rồi ô nghìn hàng thì có mỗi thi thoảng nó có 1-2 chiếc thôi chị ạ. Chị Mai Mai rồi ạ, chị Hà Tổ Đặng chốt đơn hàng ạ. Phạm Thị Hằng ok em chốt đơn. Chứ không phải lúc nào cũng có hàng lỗi. Trời ơi. Như thế thì em gọi là em trở nhanh giàu lắm mà chị. Giờ toàn nhập 400.000 lúc sale hàng lỗi nó chỉ có 120, 150. Đấy, thì làm gì có à chị ơi. Thi thoảng là có một cái thôi chị nhá. Áo em mặc là 726 ạ, dưới 65 cân em chốt đơn. Từ 57, 58 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Tùy chiều cao cân nặng nhá. Hoặc len thì em nhiều lắm chị Lý Tô ạ. Đơn hàng thì em vẫn đang gọi chốt chị Ngô Thủy ơi. Em vừa nói cái gì là sao? Sao vừa nói cái gì? Chị Tâm Hoàng ạ, chị Hiền Lê chốt đơn ạ, chị Theo Hà ok. Mã này em còn tầm chục cái, size XL đó các bác nhá, mã 726 cho em ạ. Rồi ạ, nay nhận được áo len ạ, 052 và áo lông 750, ưng ý đẹp lắm, chất lượng em cảm ơn chị Đinh Thị Hà nhá. Chị Nguyễn Thị Năm Nguyễn ok chốt đơn ạ, 726 em qua mẫu các chị này. Em qua mẫu luôn ạ, mã này là mã. Ui dồi ôi, mã này cũng còn nguyên XL à Huyền? LXL à? 729 này. 729 này. Gen 729 cho em. Đó, 726 em qua mẫu nhá. Hôm nay là tối hôm nay là bao nhiêu nhỉ? 15. Đây là 15 à? Tối 13 mà chưa thấy gọi chốt đơn à. Chị nhớ mã hàng mình đặt cái gì không chị Thùy Trâm ơi? Thùy Trâm này ở thôn Đá Ngựa Phụ Ứng Xuyên Sư Dương Tuyên Quang phải không? Đấy. Đặt từ tối hôm 13 mà không thấy gọi chốt đơn thì cho em xin lại mã hàng với số điện thoại đi. Cho em xin lại mã hàng với số điện thoại của chị nhá. Mã này em còn 2 size LXL. Mã này các chị lên đơn hàng cho là 729 ạ. 729 ạ, chị mua một cái áo ạ, chị phải comment mã hàng với số điện thoại chị nhá. Đây các bác này, mã này các chị comment là 729 ạ. Đằng sau đây có cúc cổ nhá các chị yêu nhá. Phần này là phần áo gen cho em ạ, gen linh đá. Gen linh đá cho em mã 729 và kèm số điện thoại ạ. 180.000 à. Đây 180 các chị này. À, em bán các chị một nó 180.000 các chị nhá. 180.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là 729 kèm số điện thoại cho em. Đây các bác này, gen màu đen ạ. Cái phần thân nó sẽ là hai lớp. Phần thân là hai lớp, còn cái phần tay của nó sẽ là một lớp nhá, co giãn thoải mái ạ. Co bây giờ em chỉ còn size LXL các chị từ khoảng là 54 cân, 53, 54 cân đến tầm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã này cũng hết hàng các chị này, còn size LXL 2 size thôi. Chị nào vừa cái LXL 2 size này các chị chốt đơn mã này cho em là 729 ạ, 170.000. Cái chặng ngày hôm nay sale các chị 170 ạ. Các bác lên mã này cho em và cộng số điện thoại nhá. Tùy chị thôi, chị đặt thì đặt, không đặt thì thôi chị ạ. Em không biết lại sao luôn chị Đinh Thị Sợi tại à, chị nhất tâm nhá, tại vì khách hàng em vẫn chốt đơn bình thường. Đấy chị bảo đặt 3 lần mà không được gọi chốt đơn thì chị phải xem lại cái số điện thoại của chị, gọi chị có nghe máy hay không. Hoặc là chị có comment đúng số điện thoại hay không thôi. Chứ nhà em gọi chốt đơn lần lượt hết chị ạ. Chứ không bỏ qua một số điện thoại nào luôn ý, trừ khi là Facebook ẩn comment này hoặc là sai số điện thoại hoặc là gọi điện không nghe máy. Chị Thanh Hoa Nguyễn rồi ạ, chị Thu Minh rồi ơi, hoặc là hết hàng. À, chị Huyền Mơ ok chốt 726, mã em mặc là 729 như chiêu nhá. 729 là kèm theo số điện thoại cho em, tại vì bây giờ hàng này cũng không còn nữa ấy. Bây giờ còn size nào em chốt luôn size đấy, hàng này không về được bù hàng nữa rồi ạ. Chị Thanh Nga để lại số điện thoại ạ. Ba hôm mà chơi chốt đơn bị sót đơn rồi, chị Thanh Nga cho em xin lại mã hàng với số điện thoại của chị nhá. Còn là xem like của tối hôm nay ạ, ưng mã nào mình chốt đơn. À, chị Phùng Nga ok chốt 729 ạ, chị Trần Gái ok. Mã em còn LXL 2 size, không còn size M chị Phương Thúy ơi. Em hết size M rồi. Bây giờ chỉ còn LXL 2 size thôi ạ. 729 mà kèm số điện thoại ạ. Chị Phương Phạm ơi, em không hiểu chị hỏi cái gì luôn ấy. Cho 126, 162 cân vừa không là gì chị? Đơn tối qua nhà em vừa chưa chốt xong thôi chị ạ. Có lên áo len chị gái thì em lên áo len luôn. Áo khoác gió em có. Cái gì cũng có luôn chị ơi. Mã này bây giờ em chỉ còn 2 size LXL nhá. Chị nào vừa chị mình chốt luôn mã này cho em ạ. LXL 2 size. Các chị từ khoảng là 54 cân đến 65 cân. 54 cân đến 65 cân ạ, để tăng lượt tương tác các chị yêu cho em xin một lượt chia sẻ.
để chị ạ, thả tim, thả like, lấy tương tác nhé các chị nhá, nó sẽ không bị ẩn comment của các chị nữa. Nhân viên chốt đơn lo rất nhiệt tình, cảm ơn chị Hải Huyền ạ. Chị Lan Lan ok, 726 là 150, còn 729 là 170.000 chị nhá. Hôm nay là sale đấy các chị nhá. Hôm trước các chị mua giá cao hơn, các chị thông cảm, tại vì lúc đấy nó vẫn cần đủ size, đủ số. Nhưng hiện tại bây giờ nó đang lẻ size, lẻ số rồi ạ, không còn đủ hàng, đủ số lượng các chị nữa. Em sale nốt cho nó gọn hàng ạ. Chị Phương Thúy ok, trước 729 này. 729 ạ, kèm số điện thoại cho em, áo lông em còn sót 1-2 chiếc thôi. Còn sót 1-2 chiếc thôi ạ. Đó, 7 này còn số lượng không? Rồi ok. Tiếp theo mã này cho em ạ. Rồi ok, các chị cố gắng giúp em với ngay điện thoại này, comment đúng số điện thoại giúp em với. Và các chị nghe máy ạ, nhiều chị là comment là sai số ấy, kiểu mình cứ kiểu là nhanh ấy, là mình comment sai số điện thoại mình không biết ấy, là nhân viên em không gọi được. Cọc tiền hôm thứ hai. Chị Hà Thanh Hà Lam ơi, em chốt đơn cho chị, em đi đơn rồi. Đó, nhưng mà đơn hàng cuối năm ấy thì nó sẽ hơi bị chậm một chút chị nhá. Tại vì đơn đấy là do em chốt cho chị đấy. Hôm đấy buổi tối là em check in tin nhắn ấy, là em nhận cọc của tiền của chị rồi, em đi đơn rồi. Hôm sau đi đơn luôn đấy. Đợt này cuối năm nhận đơn hàng chuyển thư nó sẽ hơi bị chậm, nên chị mình thông cảm giúp em với nhá. Tại vì đơn của đấy là em chốt đơn chị là em nhớ. Sao lỡ xịn đi Loan rồi, sao ngắn xịn có, chị ơi đợi em tí nhá. Quần bò đi em mà có luôn chị ơi. Phao đẹp đi à, rồi ok luôn. Phao đẹp nay các chị cứ gọi là giá ngất ngưỡng luôn. À quên, đẹp ngất người luôn ạ. Đấy hôm trước các chị toàn mua hơn 1 triệu một cái. Cái hàng phao ngắn của cái hàng phao xịn xò ấy, các chị đã mua hơn 1 triệu ấy. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ rẻ hơn nhá. Nhưng mà nó chỉ có vài chục cái thôi. Nó chỉ có vài chục cái thôi ạ. Đây chị đang tiếp một mẫu này cho em ạ. Lấy đơn hàng cho em là đá, mã này là mã gì nhỉ? Đá 37 đúng không? Đá 37 kèm số điện thoại ạ. Đá 37 và kèm số điện thoại cho em. Em cảm ơn chị Đặng Thức nhá. Cho một áo 726 ok chị luôn ạ. Thị Loan Lê em chào chị nhá. Có áo dạng ngắn em có chị ơi. Đây các chị này, lên mã này cho em là đá 37 ạ. Đó, đá 37 cộng số điện thoại cho em ạ, 199.000 đồng. Mã này thì có đủ size số cho các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân. Quần em mặc có bán 170.000 ạ. 170.000 đồng một quần. Áo là 199.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là đá 72 đá 37 kèm số điện thoại ạ. Đá 37 kèm số điện thoại cho em 199.000 đồng một áo. Còn em mặc là 170.000 chị Hoài Hoàng ơi, quần em mặc là sock 007, nó là sock nhung lì chị nhá. Sock nhung lì cho em. Đây nó sẽ có dây lưng đi kèm như này. Nó sẽ có dây lưng đi kèm ạ. Các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em. Đẹp xuất sắc luôn các chị này. Hôm nay các chị mình săn nhanh tay cho em với. Các chị mình săn nhanh tay cho em với toàn bộ hàng loại 1. Nhưng ngày hôm nay sẽ rẻ hơn một nửa tiền luôn ạ. So với cái giá mà thị trường đang bán. Các bác nhìn hàng cho em này. Riêng màu đỏ nó vẫn đủ size từ S đến XL. S đến XL luôn, nhưng mỗi màu nó, à mỗi mẫu nó chỉ có vài chiếc thôi các chị ơi ạ. Mình chia sẻ live stream mình chốt đơn mã này cho em ạ. Mình chia sẻ live stream mình chốt đơn mã này cho em ạ. Từ size S đến size XL các chị nhá. S, M, L, XL ạ. Áo em mặc là đá 37, 199.000 ạ. Chị yêu là đã mua những cái dòng phao này, các chị biết là giá thị trường đang là bao nhiêu tiền đúng không ạ? Ngày hôm nay các bác comment nhanh tay mẫu này cho em ạ. Em có size là màu đỏ này. Mã này các chị comment là phao xịn cộng số điện thoại cho em ạ. Đó, phao xịn và cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Các chị này, màu đỏ này. Con này là phao trắng của hàng hãng Burberry cho em ạ. Loại 1 các chị nhá. Hàng hãng loại 1 luôn ạ. À, chị Bế Thủy rồi, ok. Chị à... chị ơi nó không có hàng đâu chị ạ, nó không có hàng. Mà tầm giờ này các chị, nói chung là bây giờ là gần như là hết sạch tiền xanh rồi, không nhập được nữa. Các chị nhá, từ từ ạ chị Bá Tuyết ơi, phao xịn cho em ạ. Bình thường là cái chị đang, các chị đang mua hàng này 1.200.000 lấy là nhà em đang bán. Còn các chị mua ngoại trường tầm 1.500.000, 1.600.000. Ngày hôm nay em tặng các chị mình chia sẻ like cho em mẫu này ạ. Mình chia sẻ like cho em, mình chốt đơn mẫu này cho em ạ. Nhưng mà nó lẻ size chị nhá, màu đen em chỉ còn size S thôi. Màu đen chỉ còn size S này. Đó, màu vàng thì có size M với size L này. Màu ve SML này. Màu đỏ cho em là có size S XL các chị nhá, SML XL ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mũ tháo rồi. Xịn đét luôn các bác ơi ạ, xịn đét luôn nhá. À, dạ dài em có sót vài chiếc thôi. Các chị ơi ạ, phao xịn cho em ạ. Chia sẻ live stream cho em ạ. Em tặng các chị giá 700. Từ nghe giá cho em cái chứ chị đã chốt đơn rồi.
hôm trước các chị gạ 800 em không bán. Ngày hôm nay em tặng các chị 780.000 đồng một áo. 780 các chị nhá. Không nghe nhầm luôn ạ, à. Toàn bộ hàng loại 1, nếu như phát hiện hàng loại 2 các chị mình trả vào mặt em luôn. Được chưa ạ? Các chị giả lại hàng cho em luôn ạ. À. Trời ơi, màu be cho em các chị này. Đây các chị nhá, toàn bộ hàng loại 1 các chị bình thường các chị đang mua nhà em ấy. Các chị đang mua nhà em luôn các chị này. Xịn đét đèn đèn luôn ạ, à. Các chị nhìn hàng này. Ôi các chị ơi ạ. À. Nó chỉ có vài chục cái thôi, nó chỉ có vài chục cái và tất cả em có 4 màu ạ, à. Đen không còn size L. Các chị nghe rõ cho em một cái size số của nó luôn các chị nhá. Nghe rõ size số của nó luôn như này ạ. Màu đen em chỉ còn size S, các chị từ 40 cân đến 48 cân thôi. S từ 40 cân đến 48 cân màu đen. Đó, các chị lên đơn hàng cho em là phao xịn cộng số điện thoại giúp em. Ngày mai như vậy em tư vấn chọn size vừa. Đó, chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Em tặng các chị mức giá là 780.000. Các chị mua ngoài 1.4, 1.5, 1.6. Đợt đầu tiên nhà em là bán 1.2 triệu. Bây giờ giảm các chị luôn là 780.000 đồng một áo. Chị nào mình nhanh tay mình có đơn hàng ạ. À. Em thử các chị xem màu vàng của nó luôn nhá. Cái lót nó mềm lắm luôn các chị này. Đấy chị ạ, cái lót nó rất là mềm luôn ấy. Hàng loại một các chị nói chung là các chị về các chị cứ sờ cái các chị biết chất lượng. Đấy chị ạ, cứ sờ cái các chị biết chất lượng cho em ạ. À. Màu vàng thì em không có size S nữa chị nhá. Màu vàng chỉ có size M với size L thôi. Áo bên trong em mặc là đá 37. Đá 37 là 199.000 ạ. À. Đây các chị này, tiếc quá không còn đen đấy chị ơi. Bây giờ không còn, tại vì là hàng này là hàng sale chị ạ. Hàng sale nó không còn đủ size số đâu chị ơi. Đây màu vàng cho em này. Đó, phao xịn cho em màu vàng các chị nhá. Chị, đấy, khách hàng nhìn qua các chị biết luôn đúng không. Ngày hôm nay sale rẻ quá. Tại vì nhà em á, các chị đã mua hàng này rồi. Đấy các chị là em, chị ơi đợt màu đỏ 67 cân vừa nhá. Riêng màu đỏ em sẽ có sạc các chị đến 62 cân thôi. Còn các màu khác đến 58 cân đổ về thôi chị ơi. Tại vì là form này là form nhỏ. Đấy, S chỗ đơn các chị 48 cân, M các chị từ 51, 52 cân, size L đến 55 cân và XL các chị 58 cân. Nhưng mà bây giờ riêng cái màu đỏ nó có size XL các chị nhá. Riêng màu đỏ là đủ size. Màu B còn SML, màu vàng còn ML. Để chạm màu đen còn size S thôi ạ. Nó lẻ size lẻ số lắm các chị ơi. Cho nên là sale nốt cho nó gọn hàng ạ. Sale nốt cho nó gọn hàng luôn ạ. Để chạm S, màu B đủ size SML này. Đấy. Ngày mai các chị chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Em tặng các chị giá 780.000. 1.2 triệu Bắc Ninh rẻ rẻ ok luôn ạ. Hôm nay em tặng các chị 780. Nói chung là chị nào mua cái hàng loại 1 các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đây các chị này, đẹp lắm luôn ý. Đó, lên chuẩn mã hàng cho em nha các chị nhá. Đẹp chưa? Ê ôi, cái màu vàng bên ngoài nó đẹp hơn màu trên line đấy. Và bên ngoài đẹp hơn màu trên line luôn các chị này. Nhìn tem mác cho em với ạ, nhìn tem mác cho em với ạ. Đấy chị ạ, chuẩn mã hàng cho em là phao xịn cộng số điện thoại cho em với ạ. Đây màu be các chị này. Đây tông màu be cho em. Em ơi, hôm trước nó còn sót 1-2 chiếc xong là hôm trước là sale 900 đúng không? Hôm trước là sale 900 các chị còn tranh nhau không có hàng. Ngày hôm nay tặng các chị nốt là giá 780.000 ạ. Từ cái khóa của nó cũng dập quy dập hãng cho em như này. Đấy chị ạ, khóa dập cho em với. Quần đang mặc 65 cân không vừa đâu chị ơi. Ôi các chị nhìn màu be của nó này. Đấy, màu be cho em các chị nhá. Bây giờ là hàng này của nó là hàng hiếm rồi. Mà giá lại rẻ nữa. Chị Oanh Lê rồi ok chúc phao xịn CS này. Chị Nguyễn Hà ok chúc đơn hàng ạ. Nhớ chia sẻ live stream cho em ạ. Đừng ẩn comment các chị ạ. Hôm nay ẩn comment là chị nào bị ẩn là tiếc lắm luôn ý. Chị Trần Thu ok chúc phao xịn màu vàng ạ. Áo lông để em tí em lên. 62 cân lấy màu đỏ chị Mai Hoàng ạ. Chị Huyền Hằng ok chúc đơn hàng ạ. Chị Thế Trịnh ok này, chị Lương Hồng ok em chốt đơn ạ. Phao xịn cộng số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Được chưa? 780.000 đồng một áo. Em bao giá thị trường luôn ạ. Đợi em tí chị Mỹ Hạnh Lê ơi. Để em tí, nó nhiều mẫu mà chị. Nó nhiều mẫu lắm. Màu vàng này. Được chưa? Màu đỏ cho em này. Màu đen này. Phao xịn cho em màu đen các chị nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái ạ. À, em bảo này, hôm nay nhá, chị nào mà chuyển khoản hết 100% đơn hàng của áo phao xịn này, em miễn ship. Ờ rồi ok luôn. Được không? Chuyển khoản hết áo này miễn ship luôn nhá. Như thế cho các chị phấn khởi đúng không ạ? Như thế cho các chị mình phấn khởi luôn. Ngày hôm nay chị nào mà chuyển khoản hết cái đơn hàng của áo phao, em miễn ship với các chị luôn. Được không ạ? Không cần ngày hôm nay tất cả các đơn hàng của áo phao xịn nhá, chị nào chuyển khoản hết em miễn ship luôn ạ. Tính là chỉ có 780.000 thôi. Nếu mà các chị không chuyển khoản vẫn là cộng ship là 801. Ghi số tài khoản đi, từ từ lúc nào nhà em chốt đơn nhà em sẽ là báo cho các chị luôn. Tại vì bây giờ mà chưa chốt mà các chị chuyển khoản trước ý, thì nhân viên em cũng biết là nhỡ ngày mai các chị không được chốt đơn là lại phải giả lại tiền đấy. Tại vì hàng này không có nhiều ý, kho xịt 780 chị ạ. À.
Chị ơi, cái mũ này nó chỉ trang trí thôi chị. Mũ này chỉ trang trí thôi. Ai đội lên, có tháo khóa cho em này, có tháo ra cho em toàn tháo ra thôi. Em mặc cái áo này, em toàn tháo mũ ra thôi. Nhìn trông còn trẻ ấy. Ê bác ơi, có 780.000 một áo, các chị đợt trước các chị mua 1.200.000 không có hàng. Được chưa? Hôm nay sale các chị là 780.000 một áo. Chị nào mà theo dõi like của em các chị biết và giá thị trường các chị đang mua giá bao nhiêu tiền đúng không ạ? Rẻ nhất bây giờ con này vẫn là 1.200.000. Đấy là nhà em đã bán so với giá trên like là rẻ hơn ngoại trường vài trăm nghìn rồi, bây giờ tặng các chị giá là 780.000. Em săn sale các chị nhà, em săn sale đấy. Cuối năm là nhiều chỗ người ta sale ấy. Cuối năm là sale cho nên em vượt được giá sale, em ôm lâu đấy. Chiều nay nhận được H6 đẹp thật chị em ơi, rồi đấy chị à, em bảo rồi nghe, em bán toàn hàng loại 1 các chị thôi. Hàng nào hàng xưởng, hàng nào hàng Quảng Châu thì em nói luôn trên livestream để cho chị em mình nhận hàng, các chị đỡ bị thất vọng. Đó. Tiền nào của đấy, áo đá 709 em còn, chị Nguyễn Bình ơi. Các chị nhá, phao xịn cộng số điện thoại cho em, màu đen em còn size S, em sẽ không mặc lên nữa tại vì em không mặc vừa size S đâu, em mặc size M đấy. Em 54 cân em mặc size M này. Thì size S các chị tầm khoảng là 48 49 cân thôi. Màu đen size S thôi chị nhá, không còn màu đen đủ size đâu ạ. À. Đen chỉ còn size S thôi. Màu đen chỉ còn size S, các chị nhìn cái khóa của nó này. Để chặn từ cái khóa của nó cho em ạ, à, nhìn cho em hàng loại 1 này. Em ơi, nó chuẩn đét luôn các chị nhá, nó chuẩn đét luôn như này. Đấy, cái lót của nó cũng xịn nữa các chị ạ. Cho số tài khoản đi em. Đây, đây để em cho số tài khoản luôn nhá. Số tài khoản của em có ở trên cái trang bì ấy. Có ở trên trang bì ấy chị. Được chưa các chị ơi? Phao xịn vào cộng số điện thoại cho em với ạ. 780 chị ơi, 780.000. 780.000 đồng một áo, các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chuẩn chưa? 10587587568, số tài khoản của em đấy ạ. Chị Nguyễn Hà ok. Đấy số tài khoản của em đấy chị Trịnh Thế ơi. Màu vàng không còn size S đâu chị ạ, màu vàng có ML này. Vàng có ML này, màu đỏ có S, ML, XL, màu đen có size S, màu be em có S, ML chị nhá. Đó, áo đang mặc nguyên màu đen chỉ có nguyên size S được 65 cân thì cũng vừa phao xịn thôi chị ạ. Màu be không có XL, em báo rồi mà chị, nay nhận được áo H6 tôi đẹp miễn chê, nhà mình có H6 không? H6 còn. Rồi đưa cho em con H6, hôm nay rất là nhiều chị nhận được khoác len nhà em rồi đấy. Rất là nhiều chị nhận được khoác len nhà em rồi, em bảo rồi, không làm các chị thất vọng một tí nào luôn. Không làm các chị thất vọng tí nào luôn, nhưng em khoác thử các chị xem cái màu đen nhá. Tại vì màu đen thì em không còn size nhỏ, à thôi không còn size to. Mặc màu đỏ, em vừa mặc màu đỏ xong rồi chị ơi. Áo bên mặc bên trong là đây này, em mặc size S là nói chung là em mặc thì vẫn mặc được nhưng mà nó hơi bị kích ngực. Đấy chị ạ, kích tay, tay hơi ngắn. Tại vì em 53-54 cân ấy. Đây là size S em chốt bình thường các chị tầm ở 47-48 cân thôi. Tại vì mình mặc áo phao mình không nên mặc ôm sát quá. 52 cân màu đen không vừa chị ạ. Các màu khác thì có size vừa nhưng riêng màu đen chị không có size vừa nha chị nhá. Màu đen của size S chị nào tầm 48 cân đổ về thôi. 40 cân đến 48 cân đổ về là em chốt đơn hàng. Phao xịn và cộng số điện thoại cho em có vài chục cái thôi ạ. Vượt sale nó không có số lượng đủ đâu các chị ơi. Không có nhiều, không có hàng bù ấy. Màu be 50 cân thì có chị ơi, chị Hồng Trần nhá. Áo đá 65 cân em có size vừa. Áo đá 65 cân là em có size vừa chị gái ơi. Chị Yến Đỗ ơi, nhà em vẫn đang gọi chốt đơn đấy chị ạ. Nhân viên vẫn đang làm ca tối các chị luôn ý. Tăng ca hết sức luôn để cố gắng. Tại vì em nhận đơn miền Nam đến ngày 15 âm thôi. Mà hôm nay đã là ngày 13 rồi. Hôm nay là ngày 13 đúng không? Đấy, em nhận đơn miền Nam đến ngày 15 âm thôi. Đấy, nhận đơn của miền Bắc đến ngày 20 âm lịch thôi là em nghỉ rồi các chị nhá. Này các chị mình nhanh tay ạ. Màu vàng 58 cân vừa đẹp luôn. Chị mưa bụi ơi, lấy đi. Hàng hiếm như này ạ, giá tốt như này các chị mình tranh thủ ạ. Các chị nhá. Còn mấy ngày nữa em sale gọi là nếu mà bình thường ấy, kể cả em bán áo này em bán triệu một cái, triệu một cái. Còn rẻ hơn người nhà nhập vào rồi. Mà bây giờ em bán các chị có 780.000 thôi, mà hàng loại 1 ấy. Đây màu vàng đây các chị này. Vàng cho em màu vàng bên ngoài nó đẹp lắm này, màu trên line nó hơi bị dì màu một chút. Phao dài trần chám đi. Để em tí. Để em một tí đây các chị ơi, màu vàng cho em này. Đẹp lắm ý, mặc cái này nhìn trông xoang. Chị ạ, đỏ 60 cân có vừa chị Nga Lê ơi. Chị Bình Yên ok, áo này là 780.000, em bao giá cho các chị luôn.
Đúng như hàng loại 1 ạ. Cái gì vậy? Chị vừa chuyển khoản rồi nhé. Loan Mai gửi chị nhé. Chị Mai Loan à? Rồi, chị Mai Loan, chị chuyển khoản ạ. Gọi luôn cho em ở số này chốt đơn luôn nhá. Gọi luôn số này chốt đơn luôn cho em này. Ok chưa? Chị nào chốt chốt sao thì chốt luôn ở số điện thoại này cho em. Gọi luôn số này cho em để chốt đơn nhá, để giữ hàng luôn lại không có hết ạ. Đây mặc màu đỏ đây chị này. Đó, số điện thoại chốt đơn phao xịn em đã ghi mở ở bài luôn rồi nhá. Đâu màu đỏ đâu rồi? Giá tốt cho các chị luôn. Được chưa? Phao xịn cộng số điện thoại ạ. Đấy, các chị gọi luôn vào cái số đấy của em để chốt đơn luôn phao xịn nhá. 0988301183. Các chị này màu đỏ cho em ạ. Màu đỏ SMLX. Dư màu đỏ thì vẫn đủ size số luôn. Được chưa? Màu đỏ vẫn đủ size từ XXL ạ. Chị Kim Thành ok. Được chưa? Đá em mặc bên trong là đá 37 ạ. Còn áo len cổ lông không á? Len cổ lông là kiểu như nào nhỉ? Ôi các chị này. Chị Nguyễn Thị Định rồi ok. Em qua mẫu nhé chị nhá. Áo em mặc là áo đá bên trong là 199.000. Được chưa? Còn áo bên khoác bên ngoài là phao xịn. Chị ơi, phao xịn cho em là em sale 780. Em sale 780.000. Đỏ đỏ tươi chứ không phải đỏ đô đâu. Nó không phải đỏ đô. Không phải đỏ đô ạ. Đấy, có áo khoác nữ không em ạ? Chị nhắn vào Zalo cho Linh rồi Loan ạ. Linh nó có làm buổi tối đâu chị. Linh không làm buổi tối. Linh chỉ cây đơn buổi tối thôi. Áo em mặc là đá 37 chị ơi, đá 37 cho em là 199.000 các chị này. Rất là xinh luôn các chị nhá. Còn áo lông thỏ bây giờ chỉ còn mã G14 là em còn sót mấy cái màu be thôi. Chị Nguyễn Thị Thùy ok. Đây là một áo đá khác rồi ok có luôn ạ. Quần sóc em mặc là mã sóc 70 à sóc 007. Sóc 007 cho em là 170.000 một quần ạ. Sóc 007 cho em là 170.000 ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Chị là Hà Tổ Đặng ok này, phao xịn là 780. Cho 57 cân có vừa, chị Cấn Thị Phương ơi, có vừa luôn. Nhưng mà tùy chiều cao với cân nặng các chị nữa. Thanh Tâm Bùi rồi ok, chúc đơn ạ. Phao xịn màu vàng này có cả màu be mà, màu be xinh như thế. Màu be xinh mà luôn, mặc thử lại các chị xem màu be luôn, sẽ em qua mẫu chị nhá. Đây các chị này, màu be hôm trước tranh nhau không có hàng. Màu be hôm trước tranh nhau không có hàng luôn, mà toàn bộ hàng loại 1 ngày hôm nay rẻ hơn một nửa tiền so với giá thị trường. Các chị tội cái gì đúng không ạ? Tội gì mà không mua, tại vì là cái hàng này mình không nhanh cũng hết ý. Lên đẹp đi đợi em tí. Lên đẹp đợi em một tí chị gái ơi. Các chị miền Nam tranh thủ nhá. Thì vì em chốt khách miền Nam tầm khoảng đến 15 âm thôi là em sẽ không ship được nữa. Áo em mặc có mấy màu, áo gì chị? Áo khoác á, áo khoác em có 4 màu. Đây màu be cho em ạ, chị Nhung Đinh lên số điện thoại ạ. Phao xịn có 4 màu chị đẹp ơi. Phao xịn có 4 màu cho em, màu be SML. Đấy màu be vẫn đủ size chị nhá. Be đủ size này, đỏ đủ size này, đen có S này. Và màu vàng thì có ML. Đấy em báo sai số luôn các chị luôn ở trên line. 57 cân có vừa chị Mỹ ơi. 57 cân lấy size L cho là vừa. Chị Nguyễn Vân ok chút đá 37 này chị này. Màu be 58 cân có vừa chị. Đấy em 54 cân này các chị này, em mặc size M này các chị thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. 701 em còn chị Mai thì thêm ơi. Phao xịn ok chị 6 ạ. À, chị Hưng ra chút đá 37 này. Chị Tuyết Nguyễn ok phao xịn 4 màu chị yêu ơi. Áo này chị mua 900 đấy là hàng hôm đấy em sale đúng không? Tại vì hôm đấy nó còn sót tầm khoảng là 3 cái là em sale 900. Đã bình thường em bán là 1.1-1.2 chị ạ. Bình thường bán 1.1-1.2 là các chị đã bảo là mua bán giá rẻ rồi mà bây giờ em sale các chị 780. Các chị mình hôm nay gọi là em đăng như một cái mà các chị ơi nổ inbox luôn. Comment các chị thấy không ạ? Đen hết cả bài luôn các chị thấy không ạ? Tại vì là bây giờ được các chị được mua giá quá tốt. Áo đẹp em cảm ơn chị luôn nhá. Lên bộ đi ạ. Bộ hôm qua em lên ở đây chị. Bộ hôm qua em lên cái mã hàng mà hôm nay nhận được sơ mi ạ, ok ạ. Cảm ơn chị Đào Dương Thị nhá. Bộ be 45 cân có size S chị Trôm Trôm ơi. Có size S cho em ạ, nhanh tay giúp em. Chị Nguyễn Vân có ạ, chị Minh Thùy chốt đơn hàng ạ. Bộ be 57 cân ok, chị Mỹ này. Chị Thanh Hương Trần ok chốt đá 37 này. Lên ạ, chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em ơi các chị này, mua ít thôi nhưng mua hàng chất lượng. Đấy, 60 cân bộ be không vừa chị ạ. 60 cân bộ be không vừa, tại vì form này là form nhỏ chị ạ. Form nhỏ, cái mũ này các chị tháo được ra cho em các chị nhá. À, quần em mặc có bán.
Quần em mặc có bán ạ, chị Trần Mây rồi ok chúc đơn ạ. Phao xịn màu đỏ ok chị Nguyễn Phương. Quần em mặc là quần nhung chị ơi, quần sóc nhung. Sóc nhung mà nó sẽ co giãn nhẹ đấy chị nhá. Sóc nhung co giãn nhẹ. À quần em mặc là áo khoác bên ngoài là phao xịn ạ. Phao xịn trên là 780. Có số điện thoại chúc đơn luôn đấy chị. Em có số điện thoại hotline các chị gọi luôn một số hotline chúc đơn luôn lũ em với. Chị Nhung Đinh ok chúc đá 37 này. Chị ơi đá đá 37 là 199 còn phao xịn là 780.000. Hôm trước các chị đang mua sale là 900 đúng không ạ? Ngày hôm nay tặng các chị giá 780, 65 cân không vừa chị ạ. Chị Thủy Nguyễn ok. Trời ơi từ từ chị đừng giục em. Giục em là em lại nói nhịu đấy. Rồi, tiếp đi. Tiếp đi cho các chị đâu. Đây chị đang các mẫu. Đây sơ sơ mi đúng không? Chị đang hỏi mã gì nhỉ? Ê mã 625 à mã này là mã gì nhỉ? 625 đúng không? 625 số điện thoại cho em ạ. Mã này các chị lên hàng ạ. Sao chị không em không bán ngắn dài chị ạ? Tại vì ngắn dài là hơi kém giá một tí cho em không bán. Giằng ngắn thì chị nào cũng mặc được. Đấy các chị lên mã này kia là 625 và cộng số điện thoại cho em. Xịn đét luôn các chị này. Mã hàng 625 và lên số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Hả? Đủ size đúng không? Rồi mẫu này thì vẫn còn đủ size một tí này. Lười nhất là hôm nay biết hôm nay không biết 780 có mua được không? Chỉ sợ là hôm nay sơ rẻ là mình không mua được đúng không? Thì em bảo rồi nó không có số lượng nhiều. Tại vì bây giờ là hàng sale rồi ấy. Phao xịn màu be có size L chị ơi. Xịn màu be có size L nhá. Màu be 55 cân 1m57 có size chị vừa đẹp luôn. Phao dài em không chị ơi. Phao dài thì có hàng phao Quảng Châu với lại hàng phao Việt Nam đi thôi. Chứ còn không có cái phao xịn đắng dài chị nhá. Không có bán phao xịn đắng dài ạ. Đấy chị thì bảo lên lại phao xịn đi em. Chị thì bảo qua mẫu nhanh đi lâu quá. Đấy người thì bảo qua mẫu đi. Người thì bảo lên lại mẫu đi. Em cũng biết thế nào thôi. Em cứ gọi là chuyển mẫu dần dần các chị nhá. Chuyển mẫu dần dần luôn. Áo này em mặc các chị comment là 625 ạ. 625 kèm số điện thoại cho em một con sơ mi gen. Một con sơ mi gen các chị này gen báo á. 625 100 ạ. Cho gì một cái ạ. Khỏi bệnh luôn ạ. Gì mặc vừa cái nào cho gì luôn. Đấy vì là trước 900 cọc 200 vẫn không mua được ạ chị Trần Mây. Bây giờ sale 780. Để chị ạ, chuyển khoản 100% đơn hàng miễn ship. Được chưa ạ? Em đố ai bán được giá này luôn á. Phao xịn 780 chị ơi, phao xịn 780. Chị vừa gọi chốt đơn 2 lần không được á. Bạn ấy đang gọi chốt đơn chị ạ. Tại vì chốt đơn máy đang bận chị nhá. Chị gọi liên tục của em phát. Chị gọi liên tục chốt đơn một cái nã cái số điện thoại đấy của em cái. Áo em mặc là mã 625, 625 là 100 bao nhiêu tiền chị? 625 là 180.000 à? 180 chị ơi, MLXL 3 size. Chị Nguyễn Dung comment là phao xịn kẹp số điện thoại cho em với ạ. Chị Ninh Tùy rồi ok. Đây các chị này. Phao xịn màu đỏ size M ok tình yêu. Ai nghe cái điện thoại này của chị gái em ơi? Đây, cún ơi. Nghe máy này của chị gái. Đây, khách lại gọi vào cái số hotline của em. Mày nghe, mày ngồi đây mày chỉ chốt phao xịn cho chị thôi. Có vừa chị Lê Xuân ơi, chị Lục Dương ok em chút đơn ạ. Áo em mặc là 625 các chị nhá, 180.000 ạ. 180.000 co giãn các chị này, chất co giãn. Cái dáng này các chị này, nhìn trông eo rất là bé luôn các chị nhá. Đó, eo rất là nhỏ luôn ạ. À. 120, à quên 180.000 ạ. Mã hàng 625 cho em ạ. Lựa toàn thị rồi ok ạ, à. Chị Hoa Hồng Dương chốt đơn ạ, à. Em chào chị Vũ Hải Yến nhá. Các chị lên mã này cho em là 625 và cộng số điện thoại cho em ạ, à. 180.000 một áo các chị này. Chất co giãn sướng đời luôn các chị ơi ạ, à. Chất co giãn sướng các chị nhá. Đấy đá của em nó rất là sáng, đá sáng ạ. À. Đấy mới vào cho xem lại phao xịn để tí em lên. Chị ơi lấy hộ em cái mã khoác len đi, khoác 029 nhưng hôm nay rất là nhiều chị nhận được. À lên H6 đi em rồi ok, đâu H6 đâu nhỉ? H6 sau rồi. Đây, keo móc, keo cây. Ơ sao lại có ba màu này? Còn có ba màu đấy. Khách hàng gì ạ? À? Ôi các chị ơi ạ, H6 bây giờ em chẳng còn hàng đâu các chị ơi. Còn màu nâu không? Chị kiểm tra lại xem xem còn tí nào màu nâu không? Không. Có thì cũng chỉ có 1-2 chiếc màu nâu thôi. Đây này, em đang sờ, em đang cầm cái màu nâu này này. Các chị ơi, các chị comment nhanh tay cho em vào mã này H6 cho em nhé. Để chạm bao nhiêu chị đã nhận được khoác này thì các chị cứ gọi là cho em là phản hồi cho em thực chất ở trên cái live stream của em với ạ. Đây chị này H6 đây. Bây giờ nó chỉ còn một ít thôi ạ. Nó không có nhiều ấy. Bây giờ là hết hàng rồi ấy. 625 là dưới 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân là em có size vừa. Đây các bác này, mã này các chị comment là H6 cho em.
Áo da em có nhưng bây giờ nó lẻ size chị ạ. Áo da hiện tại bây giờ đang lẻ size chị nhá. Đây mã này là H6 cho em ạ. Chị Hoa ơi, em không nhầm là nó có mà cả màu, còn cả màu đỏ nữa đấy. Thấy chưa? Ai ui nhở. Rồi, ôi nó đẹp như thế này mà. Giờ chị giờ toàn áo đẹp, chị mua nhiều áo đá rồi. Tí thì tặng rồi, ok chốt đơn ạ. Đây các chị này, mã này H6 cho em ạ, 299.000 đồng. Xịn đét đẹp đẹp luôn ạ. Đấy, màu đỏ cho em các chị nhá. Màu đỏ cho em ạ, đỏ nó là đỏ đậm nhá chị nhá. Đỏ cho em ạ, màu B các chị này. Và tông màu vàng, nâu em còn một cái thôi. Các chị liên ạ, chuẩn mã hàng cho em là H6 và kèm số điện thoại cho em ạ. 520 giờ sale các chị luôn ạ, 299.000. Bây giờ sale các chị luôn ạ, 299.000 đồng. Các chị liên luôn hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Em bao giá các chị luôn, tại vì áo ren đẹp lắm, em cảm ơn chị ạ. H6 các chị cầm ở 60-62 cân đổ về, em chốt đơn chị ạ. 40 cân đổ lên đến 60-62 cân đổ về. Like tối qua chưa chốt hết đâu chị Trần Uyển Như ơi, nhà em vẫn đang chốt đơn của tối hôm qua đấy ạ. H6 các chị tầm 62-63 cân đổ về em chốt đơn. Trên 40 cân chị nhá. Chị Chuyên Hoàng ok chốt mã 37 này. Chị Trần Tâm ok chốt mã 625 này. Đồ bộ em còn ít thôi chị ạ. Đồ bộ còn ít thôi, các chị nhìn cho khoác lên ép này. Chất đẹp lắm ấy. Chị em chỉ là ok em chốt đơn ạ. Màu em mặc màu be, áo này nhẹ rồi, đẹp lắm ý. Cảm ơn chị Hải Huyền. 1m55 ạ, 62 cân à. Chị Minh Thái cứ lên số điện thoại nhé. Ngày mai như em, nhân viên em sẽ tư vấn về chọn chọn size vừa, chọn mẫu vừa. Chị Hạnh My rồi ok. Nên lại áo khoác chữ D à. Đấy, em bảo rồi, các chị đã mua hàng, các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Ơ, sao chị chuyển nhiều thế? Áo có 780 là chị chuyển 1 triệu á? Hay 100 nghìn? Đâu cái điện thoại của chị đâu? Sao chị chuyển nhiều thế? Cái áo một có 780 thôi mà. Chị chuyển thừa à? Buôn chuyển thừa để đấy. Chuyển thừa cho em nhá, mừng tuổi nhá. Trần Thị Thu. Trần Thị Thu gọi luôn vào số hotline chốt đơn của em với. Nhận được H6 đẹp ưng ý, cảm ơn chị luôn ạ. Chị Phượng Trần ạ, Tình Vũ chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị lên đơn H6 này, màu be này. Be xinh nhá, nhìn trông có trẻ. Màu be xinh nhìn trông có rất là trẻ luôn. Các chị lên đơn hàng chuyên là H6 ạ. Mình lấy 2 chiếc à. Cô lấy 2 cái á. Em ơi, chị lấy 2 cái đấy. Chị Trần Thu cho em số điện thoại đi. Để nhân viên em gọi vào số hotline cho em với. Gọi số hotline đi. Vàng với B. Rồi ok chị ạ. Đây các chị này, H6 đây là màu đỏ các chị nhá. H6 màu đỏ và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn. H6 màu đỏ cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Giá các chị luôn là 299.000. Chị Tâm Thanh ok chốt đơn hàng ạ. Đây các chị ơi, màu vàng cho em này. Màu vàng này. Chị Lý Tô ok em chốt đơn hàng ạ. Màu B 60 cân ok chị Thúy Nga Bách lên số điện thoại cho em với ạ. Áo em mặc là 299.000. Một con khoác len hãng các chị nhá, len xịn các chị luôn đấy. Len pha lê em còn ít thôi chị ạ. Còn bộ B15 không á. Huyền gọi lại chị Trần Thu 0921 này. 838333. 0921 838333. Trần Thu, chị vừa cọc 1 triệu đấy. Đơn hôm qua nhà em vẫn đang gọi chốt chị ạ. Chị Thắm Hoàng ạ, Thủy Đảo Thị ok. Chị Thu Hoài ok em chúc đơn ạ. Các chị này, em ơi sao chị gọi không nghe máy á. Gọi số nào chị? Ai tiếp cọc tiếp 708 này chị ơi chị. Nếu mà chị nào cọc tiền gọi luôn vào số hotline. Cô 5 của em. Đấy giá đẹp mà hôm nay em đăng lên mà các chị nhắn tin nhiều lắm ý. Đặt hàng rất là nhiều luôn nhưng mà chỉ có vài chục cái thôi. Chị Cấn Thị Vương gọi lại luôn hộ em với, tại vì là máy bạn đang gọi chốt đơn nên là máy nó bận. Chị Yến Thị Yến, Yến Nguyễn Thị Yến ok ạ. Chị Quyên Vũ chốt đơn hàng ạ. Đây có cả màu vàng các chị nhá. Đây chị có cả màu vàng luôn ạ. Thúy Nga Bách rồi ok em chốt đơn hàng ạ. Tiên Hoàng là ai đây? Tiên Hoàng là ai vậy? Chị Nguyễn Thị Phượng ok em chốt đơn ạ. Chị Mai thêm ạ. Hôm nay tóc nơ điệu thế. Ủa, tóc em nó mọc nhiều tóc con ấy chị. Đấy xong là nhìn trông nó cứ lờm xa lờm sờm lại chán bò liếm nữa thì lại hất lên cho nó nhanh ạ. Xịn một áo, xịn một áo nào với em là cái nào? Chị Trần Lệ Thành lên má hàng số điện thoại đi chị ơi. Nếu mà mình có gì chị gọi luôn vào số hotline chốt đơn thì không thì ngày mai nếu mà để mà đợi gọn chốt đơn danh sách thì em sợ không còn hàng đâu chị ạ. Tại vì bao dịch em chỉ về được vài chục cái thôi.
nó không về được số lượng nhiều ấy, tại vì hàng sale chị ạ, nó không có size, không số, không có đủ size đủ số ấy. Màu xịn màu đen không có size L chị ơi. Màu đen chỉ còn size S thôi. Chốt áo dây 3 không có hả em? Có mà chị Hương Lê. Chị comment áo dây 3 và kèm số điện thoại. Áo chị đang mặc đây em ơi, 299. Mã hàng cho em là H6 kèm số điện thoại ạ. H6 và kèm số điện thoại cho em. Ok chốt chị Minh Thùy à. Còn áo còn đá thô tổ 480 không chị Loan Ngô Yến lên mã hàng đi em ơi. Phao xịn là 780.000. Phao xịn 780. Thúy Đào Thị ok ạ. Phao chữ D chị Ngọc Băng ok em chốt đơn ạ. Ngày mai các chị chọn màu nhá. Còn cái mã này H6 em chỉ còn sót một cái màu nâu thôi. H6 chị còn sót một cái màu nâu thôi ạ. Còn phao suy nhẹ không ạ? Còn có vài cái lẻ sai và còn nguyên màu hồng thôi em ạ. Còn lẻ sai và còn nguyên màu hồng thôi. Rồi nhanh như là 96 rồi, đẹp mê luôn em. Cảm ơn chị Minh Đinh ạ. Quần sóc nhung là 170.000 chị ạ, mã 007 nhá. Quần sóc em mặc là mã 007. Em có cả đen với nâu ạ. Có cả màu đen, màu nâu. Có đủ size từ S đến XL ạ. Đủ size từ S đến XL các chị này, 170.000 ạ. Đó, 170.000 một quần. Chị Hòa chưa ok chút H6 ạ. À, chị Mai thêm ok em chút đơn hàng ạ. Đỉnh 6 là mã nào nhờ mọi người? Đỉnh 6 ạ. Em cứ lên lần lượt nhá, tại vì các chị hỏi em không nhớ cái gì luôn ấy. Đấy. Nghiện chị Loan rồi. Ui giời ơi, cảm ơn Lai Nguyễn nhá. À đây, 720 đây các chị này. Mã này các chị lên là 720 cho em ạ. Chị nhận được áo len đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Hồng đậm hay nhạt chị? Ủa bây giờ hình như là nó còn hồng nhạt hay sao em ạ? Chị nghe thì tiếng nói cũng thấy hình ấy. Đấy là do cái gì nhỉ? Do mạng nhà chị đấy. Mọi người vẫn xem bình thường. Chị Lê Thị Bích Huyền ok ạ. H6 màu vàng ok chị Ngọc Lan Hương. Em qua mẫu áo đá các chị nhá. Qua mẫu áo đá này luôn này. 720 đủ sai. 720 đủ sai đúng không? Đấy các chị này. Tóc em nó mọc nhiều tóc con lắm. Em gội các chị nào mà em nói thật các chị, nếu mà chị nào mà bị gì nhỉ? Em thì em cũng bán cái dầu gội này đâu. Nhưng mà em thấy gội nó tốt lắm. Mà chị nào đang tóc yếu ấy, các chị mua cái dầu gừng ấy. Mua cái dầu gừng ấy, dùng thích lắm, mà nó thơm. Nó chai nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó giảm cái độ hư tổn của tóc ấy, xong là nó khỏe cực kỳ luôn, mọc tóc con nhiều lắm. Các chị nào tóc thưa các chị nên dùng cái loại đấy cho em, kích thích màu tóc. Rồi, quần em mặc là 170.000. Quần em mặc là sock 007 là 170. Sock hồ lâu ấy nào, khổ quá thì mất đi con là sợ chui vào lai. Sợ lai. Sợ lai nó cắn đấy sao em? Mạng nét căng đét, cảm ơn mẹ nhá. Áo em mặc là mã 720 các chị này. 720 kèm số điện thoại ạ, 180.000 chị ơi, 180 ạ. Em cảm ơn chị Ánh Dương nhá. Đơn hôm qua thì em vẫn đang gọi chốt đơn chị Đỗ Yến ơi. Các bác lên mã này cho em ạ. Áo phao xịn cho mình xem lại. Bây giờ em chỉ sợ lên là không có đủ hàng để chốt thôi. Đây chị này, nó không có số lượng nhiều ý. Nó không số, không có số lượng nhiều. Cho nên là em không dám lên nhiều ý chị này. Nó có về vài chục cái thôi. Chỗ em không bán nhưng mà đây này em mua về em dùng thôi. Em còn mua dự phòng ý. Tại vì là cái này là cái chai dầu gội của nó. Đây này em đang dùng này. Nó bé tí thôi, nó không nhiều đâu. Nhưng mà nó... Cái cặp này em mua là hơn 400. Nhưng mà dùng thích lắm. Em cứ mua một chai gội thì em phải mua hai cái xả. Tại vì xả phải dùng hết nhanh lắm. Thơm dã man luôn. Em mua là 450 một cặp đấy chị ạ. Em không bán nhưng mà em mua và em dùng. Nhưng mà kiểu tóc em nó rụng nhiều ý. Xong là nó thưa. Các chị thấy đợt này này. Tóc con em mọc ra nhiều dã man luôn này. Đấy chị ạ, tóc con mọc ra nhiều lắm. Chị nào cứ tìm cái địa chỉ uy tín mà các chị hỏi cái dầu gừng ấy, các chị mua về mà dùng. Em không bán đâu. Tại vì là cái cặp này nó cái nó hơi đắt. Nó hơi đắt tại vì nó dung tích của nó rất là nhỏ thôi ạ. Có 312ml thôi. 312ml thôi nhưng mà nó thơm mà tóc nó rất là chắc luôn. Cái chân tóc mình nó chắc, nó không rụng tóc ấy. Nó không rụng tóc ấy. Để em mua em dùng, mà chị nào mà mua các chị cứ hỏi mua cái dầu gừng ấy. Em thề luôn. Em đã dùng bao nhiêu loại rồi. Em mua chỗ nào cho Cynic đi ạ, inbox. Tóc chị rụng lắm á. Đấy là em mua của người bạn thôi. Người bạn giới thiệu em mua thôi. Nếu mà chị nào thích thì em đặt hộ cho. Em đặt hộ thôi. Em mua cả ship ở đây nó thành 450.
cả ship ở đây thành 450. Nhưng mà cái chai của nó nhỏ thôi chị, nó không to đâu nhá. Có 312ml thôi. Lúc nào cái dầu xả cũng hết trước. Cho nên là em cứ phải mua một cái chai gội và hai cái lọ xả, hai cái tuyếp xả ấy. Thơm lắm ý. Eo ơi các chị này. Tóc em thì gọi là hành hạ dã man luôn, nhưng mà em từ khi em dùng cái dầu gội này là tóc em nó khỏe rất là nhiều luôn ý. Áo em vừa cởi ra là mã nào á? Mã vừa cởi ra là cái gì nhỉ? Mã em vừa cởi ra là cái gì? G14 này còn màu B chị ạ. G14 còn màu B. Áo em mặc là mã 720-180 chị nhá. 720 trên là 180.000 ạ. Đó, 720-180.000. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Quần em mặc là chị đang bị rụng hở hết da đầu ạ. Chị thử gội cái dầu đấy xem chị Dương Nguyên ơi. Tại vì là nó dần nó do cái nội tiết tố là thứ nhất ạ. Nó rụng ấy. Nó rụng nhiều đến hói đầu ấy. Em chỉ sợ mỗi lần nhá. Mỗi lần là mà mình bị rụng tóc ấy, có nghĩa là vút tóc nó cũng rụng luôn ấy. Đấy, lúc nào chỗ nào cũng thấy tóc. Nhà tắm thấy tóc này, giường ngủ thấy tóc này. Nói chung là cứ chỗ nào là dầu gội gừng, đúng rồi. Dầu gừng, chị cũng bảo là dầu gừng ấy. Đến nhớ là hỏi cho em những cái chỗ uy tín ấy, chứ còn cái loại này nó sẽ có hàng nhái ấy chị nhá. Có loại nhái đấy. Mình hói hết cả đầu à. Đấy, chị Dương Nguyên cứ hỏi xem là hỏi chỗ nào xem là người ta bán những cái hàng mà chính hãng ấy. Mình mua về đắt nhưng mà sắp ra miếng chị ạ. Đừng mua loại rẻ. Loại rẻ là em Loan ơi, em có nhìn thấy chị không? Em có, chị Xuân Mùa ơi. Hôm nay chị mua cái gì cho em không? Chị Nguyễn Hằng ok chút 720 này. 720 mà kèm số điện thoại ạ. Tốt hơn là mình đi hấp. Tên dầu gội là dầu gừng chị Hoàng Điệp ơi, dầu gừng. Nếu không thì chị không biết địa chỉ mua thì chị có order để em đặt cùng cho. Tại vì là em cũng đang, em mua em để dành đấy. Em mua em để dành, mỗi lần em mua vài cặp cơ. Đâu nhà em vừa để đâu rồi. Mỗi lần em mua vài cặp chứ em không mua ít. Tại vì gửi về cũng mất mấy ngày đấy. Đây này nó thơm lắm. Chị nào mà có đặt thì các chị nhắn cho em đặt một thể thôi. Đặt cùng em, đặt cùng đơn của em thôi. Chị Hoa dùng cái này chưa? Thơm lắm. Tóc con mặc nhiều cái đợt vừa rồi em dụng còn sót ruột luôn ấy. Em gội nhiều loại lắm rồi các chị này. Đấy, nó rất là đặc luôn các chị nhá. Đặc lắm, mùi gừng thơm lắm. Mùi gừng nó thơm. Em cứ phải một chai gội và hai cái tuyếp xả này em mới đủ. Tại vì dầu xả lúc nào cũng hết trước. Dầu xả lúc nào cũng hết trước. Nếu mà chị nào có nhu cầu thì các chị báo em để em đặt hộ thôi. Tại vì là nhân viên nhà em cũng mấy bạn là nhờ em đặt hộ cái dầu này. Đấy, dầu gừng và kèm số điện thoại. Nhưng mà cái này chưa có luôn đó chị nhá. Cái này chưa có luôn đâu, tại vì hàng này em order thôi. Hàng order mua về bán á. Tại vì cái này em thấy nó hơi giá nó hơi cao, tại vì là cái dung tích của nó hơi nhỏ ấy. Đấy, chỉ sợ mọi người là kêu đắt không mua thôi. Chỉ sợ mọi người kêu đắt không mua thôi. Cả ship ở đây đã thành 450 rồi chị ạ. Cả ship ở đây thành 450 rồi. Chuyển sang bán dầu gội, cái dầu này em cũng bán mà. Em thấy em chỉ mua về dùng thôi. Nhưng mà có người hỏi là, có các chị hỏi thì em nói em tư vấn cho các chị thôi. Nếu mà các chị có cái địa chỉ mà các chị hay mua mỹ phẩm ấy, mà uy tín ấy, thì các chị hỏi xem là có dầu gừng không, người ta bán cho các chị. Đó. Nó có kèm theo một cái set dùng thử, set mini. Đấy, mua một cặp nó sẽ có một cái set mini dùng thử. Nó có một gội, một xả, cái tuyếp bé tí thôi. Nhưng em đang để ở trong nhà chứ em không có ở đây. Em không có ở đây. Áo em mặc là 180 chị ạ. Áo 180.000 nhà em không tính phí ship đâu chị ạ. Chưa tính phí ship đâu. Chị nhá, 180.000 là nguyên áo thôi. Chị Lưu Minh Quân ok, chúc phép có cấp màu nâu này. 8075 chị Xuân Mùa lên số điện thoại đi chị ơi. Lấy về bán cả đi, chị mua cùng với quần áo nhà em. Nhưng giờ này thì em không biết là có đặt được hàng không ấy. Em thử nhiều loại lắm rồi. Nhưng mà tóc em thì gọi là tóc em nó yếu lắm. Tại vì em hay uốn tại vì là tóc em kiểu là cái kiểu là dòng tóc xoăn ấy. Tóc xoăn chân ấy. Cứ mỗi lần nó dài ra tí nào là phải ép. Đấy chứ ạ, phải ép chân. Cho nên là tóc nó rất là yếu. Thường xuyên là sử dụng hóa chất đi. Xong là sinh nở xong là tóc nó rụng nhiều kinh khủng luôn. Xong là sau rồi em rụng cái dầu này nhá. Tóc con nó mọc tua tủa luôn các chị này. Tóc con mọc tua tủa luôn. Đấy, các chị cứ thử nghe em. Nếu mà chị nào đang bị rụng tóc ấy, đang bị rụng tóc nhiều ấy, mà tóc khô tóc sơ ấy, rồi bán hàng đi nào. Em cứ gọi là nhiệt tình quá.
Mua phải bán đi em không mua phải bán đâu chị ạ. Nếu chị nào đặt thì order em đặt thôi chứ em không không lấy sẵn đâu. Dầu gội hừng. Rồi, chị Nguyễn Hà có gì nhắn tin chị nhá, nhắn tin đi. Chị Nguyễn Thị chiều áo này là mã 720 là 180 chị ơi, 720 là 180.000. Còn áo phao xịn là 780 chị ơi. Phao xịn là 780.000 ạ. Màu đen áo em mặc là mã 720. Đen áo em mặc là mã 720 ạ. Chị nào lấy thì nhắn tin chị nhá. Chị em không chốt ở trên livestream trực tiếp về đâu ạ. Tại vì nhân viên nhà em nó không không biết nó nhà em không có sẵn hàng đâu. Chị nào có đặt thì em đặt cùng một đợt thôi. Đặt cùng với em thôi. Em mỗi lần mua là em mua 2 3 cặp em dùng dần ấy. Tên kiểu là tiện ship ấy. Gội nó cũng nhanh hết tại vì cái chai của nó nhỏ mà. Thì là tóc mình yếu thì mình ưu tiên trước thôi, mình ưu tiên thôi. Miễn sao tóc mình nó khỏe, nó đẹp mà không bị rụng là tốt rồi ấy. Lỗi năm không còn đâu chị ạ, hết rồi. Đây cái chị này phao xịn cho em 780.000 ạ. Ai chả dùng được cả chị Trần Thị Giang. Nam nữ dùng được hết. Nam nữ dùng được hết. Nếu mình có điều kiện thì mua cả gia đình dùng chị ạ, tại vì cái chai này hơi nhỏ đấy. Nó có 312ml thôi. 312ml ấy. Nó rất là bé thôi, không phải to đâu. Nó không to ịch như là 1000ml các kiểu đâu. Chị Thắm Linh ok chốt 720. Mã chất lượng em hết rồi chị ơi. Chất lượng em hết hàng rồi ạ. Đây các chị này, màu be cho em nhá. Mã này các chị coi là phao xịn đấy. Phao xịn cho em ạ, 780. Quần em mặc có bán. Quần em mặc có bán. 720 em mặc là 180.000 ạ. 180.000 em có size các chị cứ từ 40 cân đến 65 cân nha. Mã này đủ size. Quần em mặc là mã quần sock 007 ạ. Nếu theo bình thường là em cứ một gội hai xả thì em mới đủ được. Tại vì xả lúc nào cũng hết trước mà. Cứ dùng được một nửa cái chai rồi gội đã hết rồi xả rồi. Thôi để em xem đã. Chứ em không ngứa trước đâu. Em không ngứa trước tại vì em không buôn đầu này. Em không buôn mà em chỉ mua về dùng thôi. Tại vì là cái dung tích của nó nhỏ ấy. Xong là sợ các chị là kêu đắt đi. Em không bán. Chị Vân Anh, Vân An rồi, chị Vũ Nguyệt, chị Quyền Nga rồi, ok em chốt đơn ạ. Chị Trần Thị Bảy à. Nếu mà đơn hàng mà chốt đơn xin địa chỉ là đi đơn rồi. Nhá, đơn chốt đơn xin địa chỉ là em đi đơn rồi. Đây các bác này. Tại vì em sợ cuối năm này nó không có hàng ý. Cuối năm này không có hàng. Mỗi lần đặt em phải đặt dự phòng luôn mấy cặp em dùng dần đấy. Lúc phải đặt lúc nào cũng sẵn có đâu. Tại vì cái chai này là đợt trước em dùng cái loại mà 1 triệu mốt một cặp cũng không ăn thua đâu. 1 triệu mốt một cặp cũng cái chai nhỏ nhỏ như này ấy, cũng không ăn thua. Đây mã này các chị comment cho em là mã 8638 này. 8638 mà kèm số điện thoại ạ. Đấy cho em mã khoác 029 nữa chị ơi. Đây chị này, mã này các chị comment là 86, à quên, đúng rồi, 8638 đúng không? 8638 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Đây mã này lên là mã 8638 ạ. 180 à? Áo này 180. Quần 007 rồi ok chị ạ. Đơn hàng nhà em cũng chưa chốt xong đâu chị Nguyễn Tuyết ơi. Đơn hàng tối hôm qua nhà em chưa chốt xong. Cảm ơn chị nữ tướng đào nhá, nhận được bào lên nhà em chất đẹp và rẻ em cảm ơn chị ạ. Mã 780. Áo 780 có 4 màu mà chị cấm mùi ơi. Có 4 màu mà chị. Sóc 072 chiếc. À có cả đen với nâu chị nhá. Có màu đen em mặc này, có cả màu nâu nữa. Chị Cấn Thị Phương ok. Đỉnh 6 thì em không nhớ mã nào. Chị Nguyễn Bình ơi, chị Hân Thao ok em chốt đơn ạ. Chị có quên lên mã hàng cộng số điện thoại ngày mai nếu mà còn hàng. Dầu chống rụng tóc bao nhiêu à, cái đấy là ngày mai em sẽ báo giá chính xác luôn đó. Em cộng cả ship về đây. Nếu mà em không biết là mua nhiều hơn thì người ta có giảm cho mình hay không thì em chưa báo giá chính xác luôn. Nhưng mà bình thường em mua 2-3 cặp một lần ý, thì cả ship về đây nó thành là 450. Đấy. Nếu mọi người mua thì các chị khách quen thì em đặt cùng, em đặt hộ thôi. Tại vì em không biết là nếu mà mình đặt nhiều thì người ta có giảm cho mình một tí nào không ý. Để ngày mai em hỏi lại với lại không biết là hàng cuối năm này người ta có sẵn cho mình không ý. Đấy em không biết là còn hàng hay không. Em chưa dám nhận đâu chị ạ. Em chưa dám nhận đơn dầu gội đâu. Chị Phương Phạm ạ. À. Áo em mặc là mã 8638 đúng không? 180.000. Em có size là bây giờ hình như là còn size LXL đúng không?
Rồi, còn hai size LXL chị nhá. Chị Nguyễn Quỳnh trên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng ạ. Em ai 8638 ạ. 8638 ạ, cộng số điện thoại ạ. À, còn khoác len em còn. Đây các chị này, còn cái mã này này. Đấy đấy, còn 4 màu đấy. Đó, mã này cho em ạ. Càng không ai chỉ. Không dám đẹp. Hôm nay về được màu be mà chị ỉ. Lấy màu be đi, hôm nay về được màu be đấy. Đây, bên này có cả be về đấy. Không. Ở sao ở ngoài kia chị cũng mang ở đây rồi. Pha xịn 45 cân mét 50 có. Đây các bác nhá, khoác len ạ. Các chị ơi nhìn khoác len cho em rồi. Xịt đét đẹp, đẹp luôn ạ. Bác nào đã nhận được mã K029 nhà em ạ. Các chị cho em xin một cái feedback ạ. Áo em đang mặc chị cái nhé. Chị comment em mã hàng chị ơi. 8638 cho em. Áo em mặc là 8638 ạ. Chị Nguyễn Ngọc comment lại mã hàng cho em ạ. Chị gọi vào số nào ấy chị? Linh My, Linh My cộng. Linh em với Linh My 100. Linh My 100 lần 1. Bên em còn ít thôi chị ơi. Chị mạng thủy rồi ok. Sao gọi số trước đơn là không nghe, chị gọi số nào? Sẽ gọi số này này. Chị đặt hộ chị được gọi. Có gì em báo sau chị Đặng Thơm ơi. Có gì em báo sau nhá, có gì nhắn tin thì để ngày mai em hỏi chính xác đã có gì em báo. Em có gì nếu không thì em sẽ đăng lên. Nếu mà có hàng em sẽ đăng lên ạ. Chị Thơm Dũng ok em chốt đơn ạ. To xịn 58 cân có size vừa. Chị Diễm Bùi rồi ok chốt đơn hàng ạ. À, cho chị xem 4 màu áo xịn như chị mới vào. Đợi em tí. Khoác chữ D đợi em một chút chị ơi. Chị Lụa Trần ok em chốt đơn hàng ạ. À khoác em mặc là mã. Mã gì nhỉ? Khoác em mặc là mã K029 ạ. Để chị bao chị đã nhận được cái mã K029. Các chị vào cho em xin một cái phản hồi với. Màu nâu em đang mặc các chị này. Màu nâu này, màu vàng này. Để chị ạ, màu đỏ cho em ạ. Tông màu be và tông màu đen ạ. Các chị chọn màu cho em nhé. Hôm nay em chốt đơn các chị dưới 65 cân đổ về. Từ khoảng là 45, 46 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Khoác len hãng cho em các chị này. Ok chị ạ, K029 ạ. Ấm và đẹp em cảm ơn chị ạ. À, tính kiểu là mình dùng cái gì tốt thì mình hay kiểu hay khoe ấy. Đấy, hay quảng cáo ấy. Đấy, các chị bảo là chị bị dụng tắc nhiều quá thì em đang thấy cái loại này dùng tốt thì em có em giới thiệu cho mọi người. Còn chị gọi vào số đuôi 83, số 83 vẫn đang gọi chốt đơn đây mà chị Cấn Thị Phương. Gọi lại hộ em nhắn tin đi chị. Nhắn tin vào số đấy thì bạn ấy gọi lại cho. Chị Lương 7 rồi ok ạ, Hồng Tâm chốt đơn hàng ạ. Mã này các bác lên cho em là K029 nhá. Áo ren em mặc là 180.000 là mã 8638 chị Vũ Thị Bưởi ơi. Phao xịn 49 cân em có vừa. Có áo giữ nhiệt không? Em có chị Diễm Bùi em. Mã này các chị có này là K029 ạ. Ngày hôm nay tặng các chị giá nốt nhá các chị nhá. Bao nhiêu tiền nhỉ? K029 em. 2.000 bao tiền? Sửa giá hộ em rồi. Giá các chị nốt là 330.000 ạ. Em xả ngày hôm nay là 330.000. Em còn ít thôi ạ. Chị Độ Phương cứ lên mã hàng với số điện thoại cho em đi. Chị Thu Hồng lên số điện thoại giúp em đi chị ơi. Em mặc màu nâu đi chị nhá. Mỗi màu em còn có 5 cái thôi. Mỗi màu có 5 chiếc em sale nó các chị làm mức giá là 330.000 ạ. Hàng 620. Ngày hôm nay sale các chị là 330.000. Khoác len ép của hàng loại 1 luôn ạ. Khoác len ép hàng loại 1 các chị nhìn cho em hàng của nó này. Xịn đét đẹp luôn các chị nhá, màu vàng cho em ạ. Xịn đét luôn các chị ơi ạ. Bây giờ em giảm cho các chị mức giá ngày hôm nay sẽ là 330. Em bao giá các chị mình luôn ạ. Chị Hồng Phương ạ, chị Minh Thanh, chị Trang Nguyễn ok. Các chị nhìn màu vàng này. Tông màu đỏ cho em ạ. K029 màu đỏ đậm các chị nhá. Chị Trần Thị Đông ạ. Chị Lương 7 ok chốt đơn hàng ạ. Chị Lan Lô Thị ơi nhà em sẽ gọi nhá chị nhá. Cái quần Q3 nhà em vẫn còn đấy. Sao xịn còn nữa không ạ? Bây giờ hiện tại thì vẫn còn nhưng mà không biết ngày mai em không hứa là ngày mai còn không. À, chị Định Thảo à, bây giờ tìm hộ em cái mã K603 ấy. K603 hình như là mình còn sót có 2-3 chiếc. Bao xịn các chị tầm, riêng màu đỏ các chị tầm 62-63 cân. Còn các màu khác ấy tầm 57-58 cân ạ. K603 là khoác len nhưng mà không biết để chỗ nào. Đây này là giống cái này này chị này. Còn có mấy cái nữa. Còn sót có mấy cái nữa. Đây là giống cái này, có mũ này. Hình như là em treo ở ngoài này sao ấy. Chị nhìn ở ngoài này này. Không chị ơi, áo này là khoác len. Nó khoác len K029 ạ. Còn màu đỏ không em? Đây chị này, màu đỏ đây. Đỏ nó sẽ là pha tây đen như này các chị nhá. Đỏ pha tây đen cho em ạ, dưới 65 cân. Quần em mặc là mã sock 007 cho em là 170.000. Sock 007 là 170.000 một quần các chị nhá. Còn khoác len các chị comment là mã K029 ạ. K029 màu be các chị này. Bố bê hôm trước hết hàng ngày hôm nay nó về thêm một ít nữa.
về thêm một ít nữa và giá vẫn là giá sale các chị nhá, giá vẫn là giá sale. Chị Phạm Lựu rồi, ok, nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra hàng cho em ạ. 1m67 mặc bình thường chị ơi. Chị là Nguyễn Hằng, ok, chốt ạ. Chị Nguyễn Văn Quỳnh, ok, chốt đơn ạ. Đây là màu be nhá. Màu be sẽ gọi theo cái phần thân như này các chị này. Còn đây là tông màu đen cho em ạ. Đây mới là màu đen này. Đấy, toàn bộ chất len của nó chất len ép ạ. Toàn bộ chất len của nó sẽ là chất len ép cho em ạ. K029 và cộng số điện thoại ạ. Còn khoác len mũ em còn một ít thôi chị ơi. Lên phao xịn rồi, chị Dung Phùng ơi, em lên phao xịn rồi mà. Đó các chị này, màu này màu be cho em nhé. Áo cổ lông à. Đợi em một tí. Đấy, màu vàng này. Đẹp quá các chị ơi ạ, ngày hôm nay lại rẻ hơn thêm một chút nữa rồi. Ngày hôm nay rẻ hơn thêm một tí nữa rồi các chị ơi ạ. Mã này các chị có phải là K029 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em tặng các chị mức giá là 330 các chị nhá. 330.000 ạ. Quần sóc 07, ok chị Hòa Hoàng. Co giãn này, có túi. Đấy, co giãn có túi cho em khoác lên ép các bác nhé. Dấu khóa cho em như này ạ. Sóc 07 chị Nguyễn Hương, lên số điện thoại cho em với ạ. Lên số điện thoại giúp em với các chị này. Mã K029 ạ. Cộng số điện thoại ạ. Áo mặc bên trong là mã 8638. Đây, tông màu vàng đây. Tông màu vàng cho em ạ. Các chị mình nhận tay thì mẫu này em không còn nhiều đâu các chị nhá. Tại vì tầm giờ này là hết hàng rồi. Đấy, tầm giờ này là hết hàng rồi đấy ạ. Một tuần nữa làm gì còn ở đây nữa. Một tuần nữa làm gì còn hàng nữa. Một tuần nữa là 20. Đơn miền Nam em nhận đến 15 âm thôi mà hôm nay đã 13 âm rồi. Một tuần nữa là 20. Đơn miền Nam nhận đến 2 ngày nữa chị nhá. Chị Nguyễn Hương ok này, chị Hương Nguyễn có này. Hồ Thị Minh Lý chốt đơn hàng ạ. Chị Đặng Lan ok này, chị Nguyễn Thị Hoa ok em chốt đơn ạ. Chị Luyến Nguyễn Thị ok chốt K029 này. Còn bộ chị Thanh Huyền đâu em còn đồ bộ nhá. Đó, K029 và cộng số điện thoại cho em lên đơn ạ. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 330. Quần em mặc là 170.000 mã sóc 007 ạ. Áo chữ D còn cái màu gì chị nhỉ? Khách hỏi cũng có chữ D nhiều lắm đấy. Đâu, lấy luôn. Lấy luôn hàng cho em nào. Chị Thuận dồn đơn, chị Nê Thiện có ạ, Trần Hàng chốt đơn hàng ạ. Chấm bi em hết rồi chị ơi. 623 màu nâu, 750, 729. Chị Thịnh Bùi rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Nhưng mà chấm bi nhà em hết rồi mà. Khoác có mũ nhà em còn khoác có vài cái thôi. Đây, khoác lên mũ ở chỗ nào đây. Đây này, cái mã K603 em còn một cái màu vàng, một cái màu đen. Còn cái nào màu đỏ. Hình như có cái màu đỏ phải. Để chỗ nào đấy. Em mời cái mã K603 này còn hết, hết đúng không? Đây còn một cái màu đỏ. Một cái màu đỏ. K603 em còn đúng 3 chiếc 3 màu. Các chị thấy không ạ? Quá dã man luôn. Hôm nay có chị còn đòi thích đỏ tươi nhưng mà cái màu này đỏ tươi nó không đẹp đâu. Chị tưởng trên like là màu đỏ tươi. Đấy sao chị nhận lại thành đỏ đậm? Chả biết sao các chị thích khoác len màu đỏ tươi nhỉ? Đây này. K603 này này, trên like màu nó tươi nhưng bên ngoài nó là màu đỏ đậm chị nhá. Đầu đỏ đậm nó còn đẹp hơn màu trên line luôn ý. K603 có shop có đúng 3 chiếc 3 màu. Đỏ một cái, đen một cái, vàng một cái. Vàng hai cái. Vàng hai cái à. Rồi ạ, K603 cho em màu đỏ này. Đỏ, đen và vàng. Chị Tâm Ngô rồi ok chốt màu đen. Chị Cấm Mùi à, shop nhưng em mặc là 170. Thúy Nga Bách có này. Đâu hai cái màu vàng ở chỗ nào? Cái gì? Đen gì? Ô, lại hỏi luôn á. Ở đây, màu đen đây. Đây, dơ màu luôn. Vàng cho chị Trần Thị Phương Trần này. K603 là 350.000 nốt ngày hôm nay đi. Đấy à. 350.000 một cái nốt ngày hôm nay nhá các chị nhá. Hôm nay giảm cho chị thêm 10.000 nữa. Tại vì trước em cũng bán rẻ rồi. Màu đỏ em còn một cái. Đấy chạy, màu đỏ còn một cái. Màu vàng còn hai cái là hết. Đấy chạy, K603 cộng số điện thoại cho em ạ. Sale 350 ạ. Đây mã này này. Mã này còn màu gì chị khoác chữ D? Đây khoác chữ D em đang còn B này. Nâu và đen. B nâu đen ạ. Các bác comment em là khoác chữ D và kèm số điện thoại ạ. Rồi ạ, khoác chữ D và kèm số điện thoại cho em ạ. 350.000 ạ. À đâu? Khoác chữ D là 300 mấy? 340. Đấy chứ ạ, khoác này em đang sale là 340 ạ. Đó các chị con mày là khoác chữ D và kèm số điện thoại cho em 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn. Khoác chữ D kèm số điện thoại cho em màu B, màu nâu và tông màu đen ạ.
B nâu đen cho em ạ, 330.000 một áo, 340.000 nhé các chị nhé, 340.000 một áo ạ. Màu đen của gì? Màu B, màu B, 303 làm gì có màu B ở em, hết rồi. Màu đỏ, màu vàng, với màu ấy rồi, đen thôi, hết rồi. Chị có nhầm mã không đây? Lúc nãy chị đang bảo là cái K603 nó chỉ có vàng, đỏ, đen thôi. K603 có túi chị ơi. À không, K603 không có túi, nó chỉ có mũ thôi. Còn mã khoác chữ D em vừa, nó sẽ có túi, nhưng mà lại không có mũ. Đó, mã này khoác chữ D, các chị chọn màu cho em nhé chị nhá. Em đang còn nâu các chị này, nâu này, B và tông màu đen, 340.000 ạ. Không, chị Mỹ em không, không bán à, em không bán cái cái tóc trên đầu này đâu. Chị bán khoác chữ D dồn đơn vào nâu, ok chị Lê Hương này. Chị Kim Oanh Hoàng, ok em chốt đơn hàng ạ. 3603 hiện tại em sẽ còn sót 3 chiếc 3 màu thôi nhá. Chị Thị Hương Giang, ok à. Đây nào đinh đá D đợi em tí, H6 còn. Chị Mai Chi ơi, chị Mai Chi lên số điện thoại cho em đi. Tại vì cái áo đấy em vừa lên xong đấy, thì nó vẫn còn những cái màu như thế. H6 thì em đang còn màu vàng, màu B, màu đỏ. Trần Mây chuyển khoản 780 à. Chị Minh Thùy à, Minh Thùy 780.000. Của em Minh Thùy. Minh Thùy là tên của ai đấy? Rồi Minh Thùy với chị Nick Facebook này. Trần Mây 780 đây em ơi. Trịnh Thị Thê 780 này. Nguyễn Thị Sáu 780 này. Sáu của em. Ôi, thôi này cầm điện thoại luôn đi. Sao cách có tiền nên cầm luôn. Chị gửi trong nhóm nhá. Sáu giờ hôm nay á? Đây, chị gửi trong nhóm luôn em xem đi nhá. Sắc khu 7 ok chị ạ. Sắc K603 lấy một cái đẹp lắm, hôm nay còn cái màu đỏ chốt cho chị nhỉ. Đấy, hôm nay có khách bảo là em ơi cái màu đỏ nó lại đỏ đậm hơn trên like. Màu trên like chị thấy nó đỏ tươi ạ, gửi cho chị đổi cho chị màu đỏ tươi. Em ấy bảo là màu đỏ trên like thì em chỉ like một màu thôi chứ không có màu đỏ tươi với đỏ đô. Đó, màu trên like có thể nó hơi sáng một tí so bên ngoài, chứ cái màu bên ngoài còn đẹp hơn ý. Mà em bán của nó, cái áo đấy ngoài tập khoảng là đến gần 1.000 hàng rồi mà chưa khách nào chê màu đỏ. Hôm nay có chị bảo gửi lại cho chị để đổi cho chị theo cái màu đỏ tươi. Em bảo là K603 áo gì có đỏ tươi đâu. Đấy, K603 hết rồi chị nhá. Mã này là mã khoác chữ D cho em ạ. Khoác chữ D, màu B này, màu nâu với tông màu đen. 3603, 350, nhưng mà nó còn 3 chiếc 3 màu thôi, không còn hàng đâu chị ạ. Đây màu đen các chị này, màu đen cho em ạ, khoác lên nó dày như thế này luôn. Đó, bên dòng ngoại trường nó có loại rẻ hơn, nó chỉ có 100 mấy, dưới 200 nghìn thôi, nó sẽ mỏng các chị nhá, nó sẽ rất là mỏng luôn. Các chị này, toàn bộ các chị nhìn cho em cái hàng của nó này, toàn bộ hàng loại 1 luôn. Đó, khoác lên hãng ạ, 340.000, khoác chữ D và kèm số điện thoại ạ. Khoác chữ D đẹp lắm, chị nào đã mua rồi thì các chị chỉ có nghiện về cái chất lượng này thôi. Đấy chứ ạ, các chị chỉ có nghiện về cái chất lượng này thôi, các chị nhìn hàng cho em với ạ. Mã hàng khoác chữ D, chị Việt Hà Quách em cảm ơn. Phao áo xịn có sông không có 65 cân đâu chị Cắm Mùi ơi. Áo phao xịn kia không có size của 65 cân đâu ạ. Em khoác chữ D trên màu đen này. Khoác chữ D màu đen và kèm số điện thoại ạ. Xịn thực sự luôn ý. Chị Lily comment gì đấy? 6838 ok chị Hoài Ngô Hoài. Tay phòng trang tủ đây. Chị tìm em cái mã này. Cái này em còn sót một cái màu hồng thôi. Được chưa? Con này màu hồng em còn. Cái này còn sót một cái thôi. Đấy, đợi em tí nhá. Cái này em còn sót một cái màu hồng này. Được chưa? Mã này các chị comment cho em là mã gì nhỉ? Mã A1 cho em ạ. A1 kèm số điện thoại nhé. Em còn sót một chiếc thôi. Được chưa? Hàng này hơn 400.000 các bác ơi ạ. Hơn 400, bây giờ em sale các chị luôn là 269.000 đồng. 269.000 ạ. Em còn một chiếc màu hồng các chị nhé. Áo len của nó pha tay gen. Len pha tay gen ạ. Phong này các chị tầm khoảng 55 cân đến 65 cân. 55 cân đến 65 cân đổ về ạ. 55 đến 65 cân ạ. Mã này các chị comment cho em là A1 kèm số điện thoại ạ. A1 màu hồng các chị này. A1 màu hồng cho em. Còn đúng một chiếc. Len xịn các chị ơi ạ, len xịn cho em. Chất nó rất là đẹp luôn ạ. Đó, A1 cho em màu hồng kèm số điện thoại mình chốt đơn ạ. À, giá các chị là 269.000. 269.000 đồng ạ. Chị ơi,
Chị mét bao nhiêu một ngắn? Đơn hàng mà gọi điện chốt đơn xin địa chỉ em gửi đơn rồi chị ơi. Cứ gọi điện chốt đơn xin địa chỉ em gửi đơn rồi. Đưa cái hồng đấy. Mai này còn không? Còn đây. Không cho ai đấy. Chưa cho ai cả, nhìn cho em bỏ đây thôi. Có người chốt đấy không? Qua chữ D màu đen ok chị hoa xinh. Mã này em còn B với trắng nữa chị này. Màu đen luôn nhỉ? Hồng đen. Mã này có cả đen nữa chị yêu nhá. Mã này các chị có mẹ em là mã Y17 ạ. Đấy, Y17 và kèm số điện thoại ạ. Cấm bùi comment nguyên hồng là không chốt được đơn. Comment mã hàng cho em với. Các chị Mai Trần này Huyền ơi. Mai Trần lấy màu hồng đi tên đi. Đó, Mai Trần lấy hồng ạ, 0326 265 058. Thôi không đọc không không ấy nữa. Ngày mai chị nào nhanh tay thì mình có đơn. Đó chị Nguyễn Lý rồi ok. B với lại mẫu này là A2 cho em. A2 em có là màu đen này, màu B màu trắng. Đen B trắng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đen B trắng kèm số điện thoại cho em ạ. Con này em sale các chị là 260 ạ. 260.000 ạ. Đó, 260.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em là A2 ạ. A2 các chị từ khoảng là 50 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt đơn. 50 cân đến 65 cân ạ. Lên của nó sẽ là len mỏng các chị nhá. Lên của nó sẽ là len kiểu len mông tơ ghi ý. Đấy, tay của nó sẽ pha ren cho em này. Hàng đẹp các chị ơi ạ, hàng đẹp cho em. 260.000, em sale 260 chị nhá. Em nó còn màu trắng với màu B ạ. Trắng B đen còn một cái. Đó, đen em còn một cái ạ. Mã này các chị comment là A2. Chị Hoa Khanh em nhìn thấy chị nhá. À không, em mặc nguyên áo khoác. Áo khoác len thôi, không phải cả set rồi. Chân cái quần sốc em mặc là quần sốc rồi. A1 hết rồi, bây giờ các chị comment là Y17. Đấy chứ, mẫu này là Y17 cho em. A2 cũng được nhỉ. Comment là A2 cũng được. A2 cho em này. Đó, A2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 260 các chị nhá. 260.000. Đó, 260.000 số điện thoại mà đang gọi điện chốt đơn thì máy sẽ bận hoặc thuê bao chị ơi, chị Mỹ Thị Hương ơi. Tiếp các chị luôn này. Cho em lên là sao cho em rồi. Khoác chữ D. Áo em mặc là 340.000 chị Mót Huynh ơi. Áo em mặc là áo mã D, khoác chữ D. Khoác chữ D màu đen ạ. Em có là màu đen, màu B và tông màu nâu các chị nhá. Đen B nâu ạ. Khánh Linh ạ, chị cấm mùi lên số điện thoại ạ. Đây các chị gái này, siêu đẹp luôn ạ. K14 cho mình còn không em ơi. Huyền ơi, đứng dậy lễ của chị thì mấy cái mẫu khoác len mà form to đi. Khoác len form to to ấy. Mã càng 22, 23, 23 bao nhiêu ấy. Được chị ơi, 45 đến tầm 58 cân. 45 cân đến tầm 58 cân em chốt đơn hàng ạ. Khoác chữ D màu đen ok chị Lily. À Paka em hết hàng rồi chị ơi. Paka hết rồi ạ. Mã lờ về còn hàng không nhỉ? Ô, ai để cái này trên đây đấy? Đây còn cái khoác K6 ạ. Mã lờ còn màu vàng với màu B đúng không chị ơi? Ừ. Còn một cái màu vàng, còn đâu là còn nguyên B à? Các chị ơi, lộc 1 ngày hôm nay em tặng các chị nốt này. Còn bao nhiêu cái màu B chị? Tầm chục cái màu B. Em tặng các chị nốt cho nó gọn hàng các chị nhá. Để chị sale nốt các chị này. 299.000 đồng. Chị ơi, đánh lại giá tiền của em với hôm nay xả các chị nốt 299 đi. Các chị mua trước thì lúc đấy nó còn đủ màu, các chị mình thông cảm, bây giờ em chỉ còn sót nguyên màu B thôi. Đó, em chỉ còn sót nguyên màu B rồi. Các chị đem đơn hàng cho em là mã lộc 1 các chị nhá. Lộc 1 cầm kèm theo số điện thoại cho em màu B ạ. Còn là chúng ta các chị từ 40 cân đến tầm 63 cân đổ về.
40 cân đến tầm 63 cân đổ với em chút đơn hàng ạ. Lộc 1 cộng số điện thoại cho em ạ. 299.000 đồng. 299.000 đồng một áo. Không nghe nhầm luôn. Ngày hôm em xả các chị nhá, tại vì là hôm nay đã 13 âm rồi mà nhận đơn miền Nam đến ngày 15 âm thôi. Còn đúng 2 ngày nữa là em nhận đơn hàng của miền Nam đấy ạ. Các chị mình tranh thủ luôn cho em mỗi ngày ạ. Đó, lộc 1 kèm số điện thoại ạ. Chị Ngô Yến cứ lên mã hàng cho em đi. Ngày mai như vậy em kiểm tra K76 hình như là còn đấy chị ơi. K76 hình như là còn đấy, em tí em tìm. Bây giờ còn nguyên màu ve chị nhá, còn đúng một cái màu vàng là em hết ạ. Lộc 1 và cộng số điện thoại cho em. 300 à quên, ở 299.000. Mã 720 Thu Hà Trần comment mã hàng, Thu Hường Trần comment mã hàng kèm số điện thoại. Hôm nay các chị đừng bì tị với cái giá hôm trước nhá. Bây giờ em chỉ còn một màu thôi ý. Em chỉ còn một màu thì em sell nốt các bác ơi ạ. Còn một màu em sell nốt các chị luôn là 299.000 đồng. Tối nay không chưa bán hàng hè đâu chị ạ. Hàng hè để em ra riêng em mở hàng. Hàng hè để ra riêng em mở hàng. Bây giờ vẫn đang lạnh thì em vẫn bán hàng đông chị ơi. Đây các chị này. Lộc 1 ạ, em còn 10 cái cho chị nào mình nhanh tay cho em xả luôn 299.000. 299.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại cho em. 299 ạ. Cách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 299.000 đồng ạ. Cái mã này còn không? 051 là mã kẻ này à? K051 là bao nhiêu tiền? Mã này cơ mà. Ôi sao xả rẻ vậy? Bao tiền? 339.000. Thế chị vừa nói bao nhiêu tiền? 339. Ôi các chị này, 520 thì sale các chị nốt nhá. Ok chị ạ, toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Sửa giá tiền cho em chị ơi. Mã này là mã gì? K051. Đó, K22 đợi em tí chị Đặng Liên này. Mã này các chị có mày là K051 cộng số điện thoại cho em. K051 các chị mình lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Toàn bộ hàng loại 1 luôn các chị này. Toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Ôi hàng quá là đẹp luôn đây các chị này. Nhìn cho em một con khoác len các chị nhá. Một con khoác len xịn cho em ạ, hàng cao cấp các chị này. Đó, form này chốt đơn các chị tầm khoảng là 40 cân đến tầm 58 dưới 60 cân em chốt đơn. Dưới 60 cân bên đơn hàng ạ, em xả luôn các chị luôn ạ. 335.000. Sửa giá tiền ạ, em ấy chị ơi. Sửa lại các chị luôn là 335.000 đi. 335 chị ơi. 335.000 ạ. Em mặc là màu nâu các chị nhá, màu này em gọi là màu nâu này. Tông màu vàng cho em ạ. Tông màu đỏ các chị này và tông màu đen. Đó, tông màu nó màu này em gọi là màu be các chị nhá, màu be này. Màu be này, màu đỏ này. Màu vàng ạ. Chị ơi Hoàng Anh ấy có gì chị gọi vào số hotline của em với. Em online này em không kiểm tra được tiền đâu chị ơi. Nhá, thông cảm giúp em với. Cấn Thị Phương em ơi. Cấn Thị Phương chuyển khoản đấy. Chị Hồng Miên này. Không. 335.000. Ôi 335.000 các chị ơi. Rẻ nốt các chị ạ. Cho nó gọn hàng. K051 các chị nhá, màu nâu các chị này. Nâu em đang mặc màu nâu đây. Tông màu vàng cho em ạ. Hôm nay lại rẻ tiếp một tí nữa rồi các chị ơi ạ. Hơn 500 bây giờ em xem các chị gọi là giá lúc nào cũng lỗ. Được chưa? Tầm giờ này là không cần lấy lãi đâu. Cho nó gọn hàng là em chuyển ra hàng hè rồi các chị nhá. Gọn hàng là em chuyển ra hàng hè rồi. Được chưa? 335.000 đồng một áo ạ. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đó, màu nâu cho em này. Màu nâu, màu vàng, màu đỏ và tông màu be các chị nhá. Nâu, vàng, đỏ, be, 4 màu cho em. Áo trong em mặc là mã 8638. Áo trong em mặc là mã 8638. Còn mã khoác bên ngoài cho em là mã. Toàn bộ khoác len hàng loại 1 luôn. Các chị nhìn qua hàng các chị biết này. Để chặn nhìn qua chất len các chị biết chất lượng rồi không ạ. Lên chuẩn mã cho em là K051. Đó, K051 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 335.000 đồng. Các chị mình chốt mã này cho em ạ. Len ép các chị nhá, len ép rất là dày luôn. Chứ không phải len mỏng tèo tèo đâu các chị này. Đó, màu vàng cho em này. Màu vàng nó sẽ là pha đen các chị nhá. Vàng pha đen. Túi rất là sâu luôn ạ. 335.000 đồng một áo ạ. Lên đúng mã hàng kèm theo số điện thoại ạ. Chị An Thành, chị Hải Hoàng rồi ok em chốt đơn hàng ạ. 335.000 đồng một áo. Áo bên trong em mặc là 8638. Chị Thu Đào rồi ok. Chị An Thành có đơn này. Em thử mặc màu đỏ các chị mình xem luôn nhá. À, đồ bộ em chưa, hôm qua lên đồ bộ thôi chị ơi. Và lại like xem like của hôm qua giúp em với. Cây sang Lam Sơn rồi.
Đường gì á? Đây chị nào chốt màu đỏ các chị lên đơn hàng cho em nhé. K051 màu đỏ á. Em bảo rồi ạ, chất đẹp và giá đẹp luôn. Chị Nguyễn Lý rồi ok, chị Nguyễn Chín ok ạ. 8638 chị ơi, áo đái mặc bên trong là 8638. Còn áo khoác bên ngoài, áo khoác bên ngoài là mã K051 chị nhá. Đơn lúc chiều nhà em gửi đơn rồi chị ạ. Đấy, nhà em gọi là tăng tốc hết sức có thể luôn ạ. Dồn đơn cho các chị gọi là đi đơn trong ngày thôi, chứ em không dồn đơn được trong vòng ngày hôm nay với ngày hôm sau đâu. Tại vì đơn hàng cuối năm thì em gọi là chốt đơn là đi đơn luôn, cho các chị gọi là nhanh nhận được hàng ấy. Chị Thu Đào rồi ok, em nhận được của chị Cấn Thị Phương rồi ạ. Chị Lê Hương ok, chốt đơn hàng ạ. Phong án em lên rồi chị Vũ Long ơi. Mã này các chị comment là mã K051 cho em ạ. Tông màu đỏ các chị nhá. Và tông màu be cho em ạ. Đây tông màu be các chị này. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp lắm luôn đấy các chị ơi ạ. Cái mã 480 là mã nào mà các chị hỏi nhiều thế nhỉ? Đá thổ đúng không? Nhưng mà chị không nhớ nó ở chỗ nào ấy. Cái màu be. Đấy. Đây là tông màu be cho em ạ. Mã hàng chơi là 051 kèm số điện thoại ạ. Màu be các chị nhá. Chị Nguyễn Thị Hương ok, em chốt đơn ạ. Đó, lên cho em cái mã đá 1 cái đá 2 cái đi. Mã đá 1 kìa. Đẹp nhỉ? Chị Mót Huynh rồi ok, chị Nguyễn Hương ạ. Thùy Ngô chốt đơn hàng ạ. Áo em mặc là mã 8638 chị nhá. 8638 cho em là 180.000. 8638 cho em là 180 ạ. Cấn Thị Phương nhận rồi. Có chị Hoàng Anh nhé. Chị Hoàng Anh, chị bảo chị cọc tiền đã nhận được chưa? Minh Hằng 100 này, Minh Thùy à? Minh Thùy 780 này. 780. Chị Phan Bùi ạ, chị Nguyên Hoàng, Lan Phạm, Thanh Bùi chốt đơn. Rồi ok, em qua mẫu này luôn các chị nhá. Em qua mẫu áo cổ sơ mi này luôn các chị này. Dương Hương cho em số điện thoại chị ơi. Con này thì gọi là xuất sắc luôn. Đó. Con đấy này bị vùi mấy cái hộp lên. Con này hôm nay là tí nữa thì nhà em báo hết hàng cái chị này. Để nhân viên nhà em nhiều khi nó duyên lắm. Toàn để chồng cái hàng phao lên cái hàng ao đá này, xong lúc không nhìn thấy là báo hết. Đấy thì nó bị nó còn sót cái mẫu này ấy. Mã này các chị comment em là mã đá 1 các chị nhá. Đá 1 cộng số điện thoại. Quần sóc em mặc có bán chị ơi. Sóc em mặc là sóc 007. Là quần sóc nhung lì. Chị ơi lên lại số điện thoại đi, chị Mỹ Hạnh Lê ơi. Lên lại số điện thoại giúp em. Đây các bác ơi, lên mã này cho em là mã đá 1 ạ. Đá 1 kèm số điện thoại em có 3 size là MLXL. Tối qua đặt hàng nhưng mà nhà em vẫn chưa gọi hết đâu chị Trần Ngọc Tuyển ơi. Trần Ngọc Tuyển nhá, quần bó em có. Quần bó em có. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã đá 1 kèm số điện thoại ạ. Đá 1 cho em là 180.000. 180.000 đồng một áo. Cổ của nó sẽ là cổ sơ mi cho em các chị nhá. Gen, cái phần thân của nó gen 2 lớp. Phần thân là gen 2 lớp, còn tay của nó sẽ là 1 lớp. Đó, phần tay nó sẽ là 1 lớp cho em 180.000. Form chốt đơn các chị 40 cân đến tầm 63-64 cân đổ về lên đơn. Chất co giãn các chị ạ. Chị Dung Kim ạ, Nguyễn Ánh Dương ạ. Like áo bước đi là sau em like rồi. Chị Hằng Dương tí xem lại like giúp em với. Chị Mót Huynh rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Đừng để lại địa chỉ ở trên like. Nhà em sẽ gọi chốt đơn ấy. Các chị để lại địa chỉ như nhà em vẫn gọi chốt đơn bình thường chị ạ. Thế là lúc nào mà gọi điện chốt đơn mà các chị cho địa chỉ sau, đừng để địa chỉ trên like. Sao 07 là 170.000 chị ạ. Chị Lam Nguyễn có này. Chị Minh Thanh ok, các chị lên số điện thoại giúp em với, em không đọc hết tên các chị được. Tại vì giờ này em rất là đau cổ luôn ấy, bắt đầu rất là mệt. Chị Lily rồi ok, chốt đơn đạt đá 1 cộng số điện thoại cho em ạ. 180.000 một áo các chị nhá. 180 ạ. 180.000. Đó các chị lên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Có 180.000 thôi các chị ạ. Sóc nhung mã này các chị có là sóc 007 cho em ạ. Sóc 007 và cộng số điện thoại cho em. 170.000 một quần sóc. Đấy, nhung lì cho em mặc nói các chị này, chất nó sẽ giãn. Đấy, chất giãn này, form đẹp luôn các chị nhá. Chất giãn form đẹp luôn ạ. Còn áo em mặc là mã đá 1 ạ, áo đẹp quá em cảm ơn tình yêu. Rất là trẻ trung luôn các chị này. Đấy, cổ cho em các chị nhá, cổ nó sẽ là gen đá.
Đấy, cổ đính đá cho em ạ. Phần cổ nó sẽ là cổ sơ mi các chị mặc đi làm đi chơi được, gọi là rất là đẹp luôn ạ. Cảm ơn chị Ngân Hiền. Chị Mỹ Hạnh Lê rồi ok chốt đá 37 và 8738 này. Chị Phương Hoàng ok chốt đơn hàng ạ. À, 81 là cái gì đấy? Đá 1 chị ơi, mỡ đá 1 ý. Đá 1 kèm số điện thoại ạ. Chị Lương 7 rồi ok chốt đơn hàng ạ. Có 100 mấy. Chị tìm một em cái mã K76 xem nó ở chỗ nào ấy. Lúc nãy các chị hỏi cái mẫu đấy nhiều lắm. Chị Phạm Thúy ok, chị Vân An này, chị Phương Thảo chốt đơn là mã này vẫn đủ size số. À, lên A16 là con nào nhỉ? Đây trên cái cậu áo gió đây nè. Thế mấy áo gió này em tặng các chị kèm đơn hàng luôn này. Chị đào được mình hoa nỉ. Đấy. Trên kìa, chị đưa đây cho em. Aloso luôn, cho các chị nốt giá đẹp luôn đi. Em còn sót một ít gió lẻ các chị nhá. Gió lẻ này cho em hàng công ty. Hình như có cả hàng công ty với hàng Quảng Châu lộn xộn nên là được cái nào lấy cái đấy cho em. À, con này hàng Quảng Châu. Có cả hàng Quảng Châu với hàng công ty luôn nhá. Các chị ơi, cái mẫu áo gió này ý, thì em đang còn lẻ mẫu. Được chưa? Em đang còn lẻ mẫu lẻ size. Thì ngày mai ạ, các chị mình chọn cho em được cái size vừa các chị nhá. Chọn size vừa cho em ạ. Nó có nhiều kiểu lắm. Có nhiều kiểu lắm cho em các chị này. Được chưa? Gió toàn bộ xịn sò cho em như này. Form bây giờ em có ngày mai các chị cứ từ khoảng là 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Từ khoảng là 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn hàng ạ. Các chị comment là mã gì nhỉ? A3. Để chạy lên mã hàng chưa là A3 và kèm theo số điện thoại cho em ấy ạ. Đây các chị này, có thể là màu vàng kiểu như này. Có thể là màu vàng nó kiểu như này cho em ạ. Em biếu các chị mình luôn nhá. 100.000 cái. 100.000 một cái áo gió. Đúng không ạ? 100.000 một cái cho em ạ. Dưới 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. Dưới 60 cân đổ với em chốt đơn hàng. 100.000 chiếc, 100.000 một chiếc. Có cả gió tàu lẫn hàng Việt Nam, hàng công ty cho em ạ. Đây các bác nhìn hàng cho em, các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Ngày mai chọn size vừa cho em các chị nhá. Mã hàng trên là A3. Cách số điện thoại cho em mình lên đơn, 100.000 một chiếc áo gió. Hàng đẹp các chị mình luôn ạ. À, áo len ở trên bàn đấy đi á. Các chị từ từ đấy chị ơi, từ từ đã. Mã này các chị comment cho em là mã gì nhỉ? A3. Kèm số điện thoại ạ. Đó, A3 kèm số điện thoại cho em một con gió. Nó sẽ là áo gió cho em, nó sẽ là lót lụa bên trong các chị nhá. Gió lót lụa bên trong. Dưới 60 cân đổ về nhưng em có sai từ 40 cân đến 60 cân. Ngày này ngày mai chị nào có đơn hàng em tặng kèm các chị thêm mẫu này cho em ạ. 100.000 một áo các chị nhá. 100.000 một áo. Lên đơn ạ, chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại ạ. Đây các chị này, đa số là còn màu vàng thôi. Đó, có cả có mũ, có cả không mũ các chị nhá. Có mũ, có cả không mũ luôn. 100.000 một chiếc, 100.000 một chiếc. Ngày mai chị nào có đơn hàng em bán tặng kèm đơn. Mã này chị nào có đơn hàng em bán tặng kèm đơn hàng luôn, 100.000 một cái. Các chị nhận hàng xuống đời luôn các chị này. Nhận hàng xuống đời luôn ạ. 100.000 một cái. Thi thoảng có màu đen các chị nhá. Thi thoảng có một cái màu đen thôi. Đó, 100.000 một cái. Có mũ không mũ lộn xộn, chị nào được cái nào thì hoan hỉ cho em cái đấy á. Chị mình nào được cái nào thì hoan hỉ cho em cái đấy cho em. 100.000 một áo gió. A3 kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, mình về mặc chơi chơi cho em. Đỏ như còn sót 1-2 chiếc các chị này. Đây, đỏ còn cái các chị này. Đỏ em còn một cái đâu. A3 lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Đỏ em còn sót một chiếc. Đấy, các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em với ạ. Rồi A3 kèm ai cho các chị lấy kèm đơn hàng cho nó gọn hàng nhá. Để cho gọn kho luôn, 100.000 một cái. 100.000 một cái. Đây, đẹp lắm luôn này. Cái này là Quảng Châu này. Đấy, có cả hàng công ty, hàng Quảng Châu em trộn được bãi luôn. Các chị nào được cái nào thì hoan hỉ cái đấy cho em. Được cái nào hoan hỉ cái đấy cho em. 100.000 một áo ạ, A3. Phong các chị đầm dưới 60 cân thôi nhá. Đấy, cái nào nếu mà có XL các chị dưới 60 cân cho em. A3 kèm số điện thoại. Đa số là còn màu vàng, màu đen thì còn sót 1-2 chiếc, 3-4 chiếc gì đấy. Trong nghìn một cái áo gió. Rồi, áo em mặc là đá 1, các chị comment là đá 1 và kèm số điện thoại ạ. Đá 1 và kèm số điện thoại cho em. Ờ, đá 1 là 180 đúng không? 180. Đá 1 xem 180.000 ạ. Đấy các bác lên mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Đây mã 705 đây các chị này. 705 là mã này. 705 là bao tiền mọi người ơi? Mã này lên đơn hàng chưa là 705 ạ. 705 cộng số điện thoại cho em một con sơ mi các chị nhá. Một con áo sơ mi cho em. Sơ mi của nó sơ mi họa tiết. Đấy, sơ mi lưới họa tiết cho em ạ. Bao nhiêu tiền? 185. 185 ạ. 185.000.
đá một em qua mẫu các chị này. Đấy, mặc bình thường cho em như này, không cần phải sơ vi cũng đẹp rồi. Cái gì vậy? Mã này các bác ơi, lên trên là mã 705 nhé các chị nhé. 705 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 705 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Con này là 185.000. Em có là 3 size là MLXL. 3 size MLXL mã 705 các chị ơi ạ. Đấy các chị, mấy lúc nãy các chị nhiều chị hỏi mẫu này này. Bây giờ em mới lên được ấy. Nhưng mà mẫu này còn ít các bác nhá. Mẫu này còn ít này, mã hàng 705 cho em. 705 và cộng số điện thoại cho em 185.000 đồng một áo. 185 cộng số điện thoại cho em ạ. Mã 705 đó là sơ mi kiểu sơ mi lưới nhá, đính đá. Sơ mi ren lưới đính đá cho em ạ. 705 kèm số điện thoại cho em 185.000 đồng một áo. 185.000 một áo ạ. Đây các chị này, 185.000. Mã hàng 705 và cộng số điện thoại ạ. Chị Đặng Thị Nguyệt lên lại số điện thoại cho em. Chị Nga Nguyễn là không xem thì thấy nhớ, mà xem lại tốn tiền em Loan ơi. Chị Ngọc Na rồi ok. Chị Vân An là rồi. Ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy thêm cái áo 100.000, cái áo khoác kéo gió ấy. Đấy, phao xịn lên rồi chị Nguyễn Huệ ơi. Hôm nay chị nào vào live phát cũng hỏi em ơi lên phao xịn luôn đi. Bảy không năm chị Trà Hương này, các chị comment là 705 và cộng số điện thoại cho em với ạ. 185.000, em có 3 size MLXL, 3 size MLXL, các chị lên đơn hàng kèm cho số điện thoại cho em. Cái đá nó sáng các chị này, toàn bộ đá đổi màu, toàn bộ nó đá đổi màu cho em ạ. Đá ép nhiệt rất là chắc luôn, cổ là cổ sơ mi cho em các chị nhá, cổ sơ mi đó. Cái hoa ren họa tiết cho em như này, họa tiết chanel cho em rất là xinh luôn ạ. Mã hàng 705 và cộng số điện thoại ạ. 705 cộng số điện thoại cho em. 64 cân mặc vừa cho em 705 của size XL chị Minh Thanh, nhưng mà tùy chiều cao ấy nhá. Chị Trà Hương, chị Nguyễn Lệ ok em chốt đơn hàng ạ. 705 mà kèm số điện thoại ạ. Chị Vũ Thị Hàng ok, chị Hồng Tạ chốt đơn ạ. 705 cho em các chị ơi ạ. Cứ lên đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em mình có đơn ạ. Chị Phương Mỹ ạ. Là nào lên kiểu trong tủ đi chị ơi. Cái mã đấy thì nó còn sót mỗi màu còn 1-2 chiếc thôi em ơi. Nó không còn đi, mỗi màu còn 1-2 chiếc thôi. Đây lên sơ mi cho các chị luôn này. Cái này còn sót mấy chiếc này. Mã lên trên là A4 ạ. A4 trên một con len pha cổ sơ mi các chị nhá. Phao xịn là 780 chị ơi, sale 780.000 thôi. Bây giờ các chị lấy nó vẫn đủ size. Chị Trương Vân ạ, à, chị Hương Hương ạ, à, áo chị mặc trước á, thế nào cũng đẹp, các có chị Phạm Thúy. Bây giờ chọn được cái màu pha là hơi khó chị ơi. Thao lên rồi, thao lên rồi tình yêu. 705 chị Nguyễn Nhung ạ, à, chị Nguyễn Hạnh ok. Phương Nguyễn chốt đơn ạ, à, các chị ơi cứ lên mã hàng cộng số điện thoại ạ. À. Áo da LV trong tủ á, à. Tinh mắt thế, nhưng còn 1-2 chiếc thôi. Ơ sao nhìn rõ được cái họa tiết của nó thế nhở? Đúng không? Nhìn thấy rõ thế á? Khoác à, lông không lấy nón là em không? À đây này, nhưng mà cái áo gió mình chưa soạn được ra thôi. Cứ ấy cái kia đã, để sau cũng được. Đây, đây các chị cái mã... pha sơ mi tia giỏi thế ruby. Đá cổ sơ mi là đá một em ơi, Trương Anna nhá. Mã này các chị comment là A4 ạ. A4 mà kèm theo số điện thoại cho em. Con này là len pha sơ mi, len pha cổ sơ mi cho em ạ. Mã này em sale rốt các chị là 270.000, 270 ạ. Bảo các chị thế. Cái gì đây em? Cái gì đây? A3 ạ. Chị đánh như bây giờ? Bỏ ghế ra ngoài chị. Chị đã để trong đống kia cơ mà em.
Hoa vừa lém ra, không phải. Em biết cái bao tiền lúc mà em trổ đấy. Nó bên dưới này. Đồ lấy ra chỗ em. Ồ, nhìn lại đi. A4 đúng không? 270. A4 270.000 ạ. Các chị ơi, em còn sót một màu các chị nhá. Em còn sót một màu thôi. Em sell các chị nốt là 270.000 ạ. 270.000 đồng một áo. À, có cả tay pha trắng luôn các chị này. Còn hình như còn sót cái tay pha trắng ấy. Còn sót cái tay pha trắng luôn ạ. A7 cho em 270 ạ. Áo khoác đang bán chưa mã gì? Áo khoác em đang mã phao xịn chị ạ. Phao xịn là 780. Đó. Đây các chị này, còn sót cái màu trắng. Còn sót cái màu trắng á, cho chị áo đá 701 chị Thanh Hiện cho em số điện thoại chị nhá. Đây các bác nè, con này em có cả trắng này. Trắng thì còn một cái đâu, còn đâu là kẻ ấy chị nhá. Mã này là A4 cho em ạ, A4 ạ. 270.000. 270, em sơn lốt các chị 270. Con này chốt đâu các chị từ khoảng là 43 44 cân đổ lên tầm 60 62 cân đổ về. 60 62 cân đổ về em chốt đơn ạ. Của nó sẽ là kiểu là len pha sơ mi cho em như này các chị nhá. Cái phần thân của nó là phần bên đây này sẽ là len. Còn tay kẻ nó là kiểu là dạng sơ mi thô ấy. Áo vừa cởi ra là mã 705 chị ơi, chị Hoa Yến Nhi nhá. Cái sơ mi vừa cởi ra là mã 705. Còn mã này các chị comment là A4 ạ. A4 kèm số điện thoại cho em ạ. Màu trắng và A4 cho em ạ, kẻ các chị nhá. Còn em mặc là mã shop 007 ạ. Shop 007, áo này là 270 chị ơi. Sale 270. Sale 270.000. 90 của chị nào có duyên quá chị này. Đây là 90, bao chị hỏi không có hàng này, em bị bom về này các chị này. Các chị ơi, đá 90 em còn nguyên size XL nhá. Còn sót 4 chiếc của size XL ạ. Còn sót 4 chiếc của size XL em xem nó các chị đã 160.000 các chị nhá. 160. Còn XL các chị từ khoảng 58 cân đến 65 cân. 58 cân đến 65 cân đổ về em chút đơn hàng ạ. Đá 90 và kèm số điện thoại cho em. Còn sót 4 cái XL. Sót 4 chiếc của size XL ạ. Đây này, đá 90 các chị này. Các chị nhớ cái mã này không? Mà em hết hàng không có hàng đây này. Bây giờ nó còn sót 4 cái XL. Chị yêu là tầm khoảng là 58-65 cân. 58-65 cân, các chị mình chốt đôi mã này cho em ạ. Em trả nó các chị là 160. 160.000. Đá 90 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây. Đá 90 và kèm theo số điện thoại cho em 160 ấy chị nhá. Em còn 1, 2, 3, 4 cái. 4 cái mã đá 90. Đó, chị nào lấy lên đơn hàng cho em ạ, 160.000, mã đá 90 cộng số điện thoại ạ. Chị Việt An Khang, chị Bùi Thị Hoa, ok. Chị là gì đấy ạ? Em không đọc hết được comment các chị đâu nhá. Đá 90, 160 các chị ơi. Trước là 180, 185, sale các chị là 160.000. 160.000 đồng ạ, đá 90 sẽ XL nhé. Chị nào vừa XL các chị lên đơn. Đá 90 XL và kèm số điện thoại ạ, 58 cân đến 65 cân. 58 đến 65 cân đổ với em chút đơn hàng ạ. Con này đẹp dã man, bây giờ không có hàng đâu ạ. Bây giờ còn sót 4 cái XL thôi. 4 cái còn sẽ XL, chị nào vừa các chị chốt đơn nhá. Này là có ML này, cái gì đây? Cái này của nó là hàng ST3. Được chưa? Mã này của nó là hàng ST3 các chị nhá. Em đang có là size hình như là có SML, chưa có SMLX hay sao ấy. Bây giờ không biết là còn size gì. Mã này các chị có mày là đá 133. 133 và kèm số điện thoại ạ. 133 kèm số điện thoại, nhưng bây giờ hiện tại cái mẫu này nó cũng không biết là có đủ size hay không. Hàng này của nó là hàng ST3 các chị nhá. Đá của ST3 hai lớp cho em ạ, tay của nó sẽ là một lớp.
Đã 90 hết rồi, còn có 4 cái thôi. Còn có 4 cái thôi. Huyền ơi, hay cô bây giờ cô ngồi ra cô nhặt chị những cái mã lẻ đi, chị dơ cho khách hàng xem thôi, không phải mặc lên nữa nhỉ. Nếu mà bây giờ em mà giá sale kèm đơn thì em chỉ dơ mẫu thôi nhá, tại vì nó không còn đủ size ấy. Để em tí, em lên nốt mẫu này đã. Em lên nốt mẫu này đã nhá các bác ơi. Mã này các chị lên đơn em là đá 133. Áo này là 230.000 các chị nhá, 230. Em có là size SML ạ, SML 3 size. Nhưng mà đa số là còn size S thôi các bác ơi ạ. Đa số là còn nguyên size S thôi, size L hình như có 1 chiếc ạ. M em còn 1 2 chiếc. Đó là còn nguyên size S các chị tầm ở dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân em chốt đơn. Mã này các chị comment là đá 133 cộng số điện thoại ạ. Đấy, cứ đến lúc mình muốn mua sản phẩm lại hết à. Bây giờ nó có gì đâu chị, bây giờ còn nhiều hàng đâu chị ơi. Bây giờ nó còn ít mẫu thôi. Mã này các chị comment là đá 133 cho em các chị nhá. Hàng FT3 230.000 ạ. 230.000 đồng các chị comment là đá 133 kèm số điện thoại ạ. Đấy, M em còn 1 chiếc thôi các chị ơi. Còn đa số là còn size S này. Đấy, đa số là còn size S thôi ạ. 133 và cộng số điện thoại L 1 chiếc. M còn 1 chiếc, còn đâu là còn tầm 10 cái size S các chị nhá. Còn tầm 10 cái size S này. Ê các chị làm 50-51 cân đổ về. Trên 40 cân đổ lên. Trên 40 cân ạ, đến tầm 50-51 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Đá 133 kèm số điện thoại ạ. 230 các chị nhá. Con này là 230.000 ạ. 230.000 đồng một áo ạ. Các chị mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Loan nhá. Chị Bình Yến ok. K22 là mẫu nào nhỉ? Con ở dưới cùng kìa, dưới cái dưỡng V1 kìa. Thì là còn một cái. Còn hẳn một cái K22 luôn. Chị Bình Yến rồi ok. Em ơi lấy của chị con V1 á. V1 hoặc V5. Cái mã nào có số lượng chị. Nhìn cái K22 chị dưới cái V1 ý. Ôi. Đợi em một tí nhá, áo len đi à. K22 như còn một cái, đợi em tí em tìm đã. Còn mấy mã nữa mà Huyền, cái K45 ấy kìa. K2 mấy với K45 ấy, đứng dậy lấy hàng chị gái. Cái kìa, ở trên cái kệ thứ hai dưới trên cùng ấy. Trên cái áo xanh ấy. Chị Hoa giờ chị không biết gì đâu. Chị đang ung dung trên trời mà. V1 còn một con size vừa, còn lại là L, V5 chỉ còn L và XL. À, V1 chưa này. V5 là cúc đen nhá. V5 có số lượng không em? V5 còn L, XL. V5 còn L, XL đúng không? Quần chị mặc, quần em mặc là mã. Để chị K22 em ơi à, đâu K22 đâu. Còn một cái thì bỏ ra đây, em đã bảo còn một cái cho các chị xem luôn mà. Một cái cũng bán. Coi như là bán lẻ luôn đi. Chị nhận được 3 cái mà rộng một lấy thêm, em cảm ơn chị nhá. Một ba ba em còn đúng một cái size L chị ạ. Hết hàng rồi ạ. Đâu, còn mấy? Hai cái đúng không? Đây là K22 em còn hai cái. Em sell nốt 350 chị ơi. Hàng này của nó là hơn 700.000 nữa chị gái ơi. Con này em sell nốt 350. Con này của nó là dạng len nhá chị nhá. Dạng len K22 và kèm số điện thoại cho em ạ. 350.000. Con này form to, form suông cho em. Form to và form suông. Mã hàng cho là K22 cộng số điện thoại cho em ạ. 350 chị nhá. Còn có hai cái thôi. Con em còn hai chiếc này. Cái đấy comment là K22 và cộng số điện thoại ạ. Đây, còn đúng hai chiếc lẻ. Hôm nay chốt đơn các chị từ 50 cân đến 65 cân. 50 cân đến 65, 66 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. K22.
kèm số điện thoại. Chị nào vừa chốt đơn mẫu này ấy nhỉ? Đang hỏi cái mẫu này ấy nhỉ? Chị Lương Thị Minh à? Cái này còn hai cái chị nhá. Chị Đặng Liên một cái với chị Lương Thị Minh một cái nhá. Ok này, là hết này. K22 ạ, lên số điện thoại cho em 350 chị ơi. Có 350 một cái này. Đẹp chất lượng luôn. Mã này là mã gì đây? K27. Mã này lên đơn cho là K27 này. Đây K27 cho em còn 3 cái. Còn 3 chiếc em cũng sale nốt 350 ạ. Em cao 1m57, em nặng 54 cân. Đây, rồi ô con này thì các chị này, toàn bộ dạ len cho em ạ. Toàn bộ dạ len hàng cao cấp các chị nhá. Con này cũng của đời trước đó là hơn 700 nghìn đấy. Hơn 700, bây giờ em sale các chị là 350 ạ. Còn 3 chiếc lẻ này, con này dạ len ép đấy. 350, con này là các chị coi là K27 ạ. Kèm số điện thoại ạ. K27 và kèm theo số điện thoại cho em. Kiểu dáng này nó phải rộng rộng nghĩa gì nhá. Kiểu dáng xuông xuông ấy. K27 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn 350 các chị này. Đẹp chưa? Được chưa? Đẹp nhất lách luôn ạ. 350 ạ. K27 ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Còn phao da lót lông em. À phao da lót lông em hết rồi. Giờ còn áo da lót lông thôi. Đá một em còn chị Dương Hải. Comment số điện thoại cho em với ạ. Mỗi này là K27 cho em. K27 kèm số điện thoại ạ. Còn có 3 chiếc lẻ các bác này. Đấy, chị nào lấy lên đơn luôn, em sale 350 các chị nhá. Em sale 350 ạ. Đấy, các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Cái này bị sót hàng chị ơi. Bị sót hàng ấy chị Hoa Cao ạ. Chứ không phải em, chị hỏi mà em bảo hết rồi. Cái này bị sót hàng đấy. Thì mới còn chị ơi, bây giờ sale có 350 một cái thôi. Hàng nó đẹp như thế này mà chị. 350. Tiếp theo mẫu này là K45 cho em ạ, còn 2 chiếc này. Mỗi thứ nó bị sót một tí. Đấy, bỏ luôn ra đây, đừng bỏ lên sàn nữa chị ơi. Là hết hàng rồi, làm gì còn trên sàn nữa. Mẫu này là K45. Đấy, K45 cộng số điện thoại cho em này. Ồ, các chị ơi, đẹp dã man luôn này. K45 các chị nhá, K45 cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Con ra LV trong tủ đợi em tí em lên. Nhiều mẫu lẻ, mẫu đẹp lắm ý, chỉ sợ là không kịp like bán cho các chị thôi. Em phải đang tăng tốc từng ngày một luôn ý, từng ngày từng giờ một luôn ý. Chị comment mã hàng đừng comment là gửi cho chị nhé. Comment mã hàng với số điện thoại giúp em với. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mẫu K45 nhé các chị nhá. Sale 350 luôn ạ. Còn hai chiếc màu đỏ, màu cam đất ạ. Cam đất pha đen ạ, K45. Con này là form to các chị nhá, từ 50 cân đến tầm 65, 66, 67 cân đổ về em chốt đơn. Đấy, 66, 67 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. K45 kèm số điện thoại ạ. Còn 2 chiếc đấy các chị này. K45 còn 2 chiếc. Đấy, các bác mình lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em cũng này. Con này là dạ len ép. Đấy, con này kiểu dạ len cho em ấy. Dạ len ép mẫu hàng K45 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Bộ nhung em hết rồi. Bộ nhung hết hàng rồi chị ơi. Cùng con này vào vậy. À đây, cùng đúng không? Theo chị xem còn màu gì? Theo em xem còn màu gì nữa? Màu đen rồi chưa? Đây, màu này còn là màu màu đỏ gạch này, đỏ tươi này và tông màu xanh than. Đỏ gạch, đỏ tươi với xanh than. Mã này các chị có mày là K hay mấy? K23 phải không? Mã là K23 cho em ạ. K23 và kèm số điện thoại ạ. Đó, K23 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng mẫu này các chị này. Giá các chị là 350 các chị nhá, 350 ạ. Áo len cổ tròn đi em, đợi em tí chị yêu ơi, đợi em tí ạ. Mã này các chị comment là K23 cho em, cộng số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Em có 3 màu các chị nhá. Có 3 màu, mỗi màu còn 2 chiếc ạ. Mỗi màu em còn 2 chiếc, em siêu nốt 350 ạ. K23 kèm số điện thoại ạ. Đây là màu than cho em các chị nhá. Màu than cho em các chị nhìn chất len của nó này. Quá mịn luôn ạ, sale 350 ạ. K23 cộng số điện thoại ạ. Còn áo khoác gấu không á? Khoác gấu là kiểu gì nhỉ? Áo gió gấu á? Gió gấu còn đấy chị ơi. Ở trên chỗ cái khu mà áo pha hồng hồng trên giường. Trước mặt Linh ý. Đấy, trước mặt cái Linh ngồi ý. Đây các chị nhìn chất len này. Đẹp chưa? 350. Đấy, chị nào chốt đơn comment cho là K23 các chị nhá. K23 màu than này chị này. Nó cũng hẳn là màu than cơ ấy. Màu đẹp lắm các chị ơi. K23 màu than này, em gọi màu than nhé. Còn đây là màu đỏ tươi cho em này, đỏ tươi này và đỏ gạch. Đỏ tươi, đỏ gạch ạ. Hàng này của nó là hàng dạ len ép. Áo đá nhiều mã lắm chị ơi. Chị Cao Xuân à. Đây chị này.
Anh bảo rồi ạ, vừa đẹp giá lại vừa mềm cho các chị luôn như này. Cầm chất nó sướng. Đấy, cầm chất nó sướng luôn các chị nhá, màu đỏ cho em này. Đấy, hôm vừa hỏi thì bảo hết đi mua cái khác. Hôm nay lại còn hơi buồn đấy, Loan xinh gái ơi, chị ơi bây giờ kiểu nó bị sót hàng đấy chị, không phải là như em còn hàng mà em không bán. Em muốn bán phát cho nó dốc hết luôn như kiểu là nó nhiều hàng nó cứ lộn xộn đấy chị, nó lẫn vào nhau ấy, xong rồi hôm nay phân mẫu ra lại thấy. Tôi thấy chỉ cần thấy một hai cái chứ không còn hàng nhiều ấy chị. Không còn hàng nhiều. Các chị này, giò cao cấp còn đúng bằng này chiếc này. Này giò gấu cho em. Các chị có mẹ là giò gấu và kèm số điện thoại ạ. Chị Phạm Thúy đây, số điện thoại cho em chị ơi. K231 than còn mấy cái chị? K231 than còn 3 chiếc. 3 chiếc à? Màu đỏ còn 2, đỏ gạch còn 2. Là hết hàng các chị nhá. Đây giò gấu cho em này, con giò này hàng cao cấp các chị nhá. Mã này có SM2 size. Đấy, giò gấu và kèm số điện thoại cho em ạ. Con này là hôm trước là 350, hôm nay sale 320. Hôm nay sale các chị 320. Còn giá bình thường là hơn 500 các chị nhá. Giá bình thường của nó, giá gốc của nó là hơn 500.000. Con này em sale nốt là 320.000. Con áo giò gấu hàng cao cấp các chị này. Các chị có mẹ là giò gấu em nó có màu nâu. Màu nâu với lại tông màu đen các chị nhá. Nâu đen là 2 size SM. 2 size là size S và size M. Các chị lên đơn hàng chứ là giò gấu và kèm theo số điện thoại. Con này của nó là hàng Quảng Châu ạ, đẹp các chị nhá. Đấy, màu đen cho em này. Chất nó mềm lắm. Màu đen với lại tông màu nâu các chị nhá. Đen nâu hai màu ạ, giò gấu và kèm số điện thoại. Mình chốt đơn hàng ạ, 320.000 một áo. Con này hàng xịn các chị này. Chất nó đẹp dã man luôn ấy. Đó, gió gấu và kèm số điện thoại ạ. Gió gấu SM2 size, form này chốt đơn các chị từ khoảng là 45 cân đến tầm khoảng là 60-62 cân đổ về. 60-62 cân đổ về chốt đơn. Bên dưới nó có cái dây rút eo các chị nhá. Bên dưới có dây rút eo các chị này, chỉnh eo cho em ạ, chỉnh eo cho em. Gió gấu ạ, 320.000, đen với nâu hai màu ạ. Đen nâu hai màu cho em ạ. Còn 5-6 chiếc thôi. Còn 5-6 chiếc gió gấu cho em. Em mặc là màu nâu đậm các chị nhá, màu nâu bên ngoài sẽ đậm hơn trên like đấy ạ. Nâu đậm đẹp lắm. Do gấu ạ, kèm theo số điện thoại ạ. 320.000 ạ. 320.000 một áo. Màu đen. Nâu ạ, đen hai màu các chị nhá, nâu đen hai màu ạ, hai size. Em màu đen. Chị Anh Thuyết có lên đơn cộng số điện thoại cho em rồi. Chị Mót Huỳnh à, do gấu nâu à, chị Tiên Đinh ok này. Chất nó mềm lắm, kiểu cần kiểu chất lụa ấy chị ạ. Đấy, màu đen cho em cái gì nhá. Màu đen, màu nâu, hai màu cho em. Con này hàng Quảng Châu đẹp. Hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn ạ. Giò gấu và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Mã này cũng còn mấy cái XL này. Đá này là mã đá 95. Đá 95 em còn sót vài chiếc của size XL các chị nhá. Các vài chiếc XL chị nào vừa các chị chốt luôn cái này kèm đơn hàng đấy chị này. Chị nào hôm nay có đơn các chị lấy kèm đơn cho em ạ. Đá 95 mà kèm số điện thoại ạ. Con em xin lốt tặng các chị giá 120.000. Đấy, sale tặng các chị 120.000 đồng. Các chị comment em là đá 95 mà cộng số điện thoại ạ. Áo trong em mặc là 230. Áo trong em mặc là 230. Con này em sale lốt các chị là 120.000 nhé các chị nhá. XL. Các chị từ 57, 58 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 57, 58 cân đến 65 cân. Các chị comment em là đá 95 và kèm số điện thoại ạ. Sale 120. Đó, sale 120.000 cái đá 95 ạ. Đá 95 xả 120.000 đồng. 108 sale 120. Còn vài chiếc XL các chị nhá. Em hết hàng thì còn mấy chiếc XL thôi ạ. Đấy, đá 95 ạ. Chị nào đã mua rồi các chị biết chất lượng rồi đúng không? Bây giờ em chỉ còn XL thôi, hết size. Đá 95 ạ. Chị Lương Thị Minh ạ, chị Ruby ok em chốt đơn cái này còn 7-8 chiếc XL. 8 chiếc size XL ạ. Chị nào vừa chốt đơn luôn mã này các chị kèm đơn luôn nhé chị nhá. 120.000 một áo. Ren nó có là ren lưới hay lớp. Chị tươi tươi rồi ok này. Còn 7-8 chiếc thôi, không còn nhiều các chị ơi ạ. Chị nào vừa chốt đơn luôn nhá, nó cũng là kiểu rằng dòng áo như này này. Này nó chỉ khác cái họa tiết thôi. Khác họa tiết cho em sản luôn các chị 120. Lên áo Burberry rồi chị ơi. Đá 95 XL. Đấy, size XL cho em ạ. Đá 95 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 120.000 một áo ạ. 120.000 đồng ạ. Đấy, em xả luôn 120. Các chị này, cổ cao cho em các chị nhá. Cổ cao ạ. Cộng số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Em bảo bên kia em bán đi áo len mà.
XL lên. 60 like, 2 cân cấu vừa, chị ơi dưới 65 cân cho em. Đấy, ok chị. Chị ơi, chị lúc nào nhân viên hoặc là các chị nhắn tin nhá. Có rất là nhiều kiểu luôn chị Hải Huyền ơi. Bên kiểu lẻ nè. Đấy, kiểu lẻ thì nhiều lắm. Em còn sót mấy con dạ dáng lỡ hàng Quảng Châu. Sót mấy em dạ lẻ này các bác nha. Đây, dạ này thì chất gọi là đẹp mỹ mãn luôn. Hàng xịn sò. Giá các chị còn rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn này. Đó, các bác nhìn hàng cho em này. Thẩm chất cho em với ạ. Màu này của nó là màu tím. Màu tím đậm, các chị nhắc màu tím đậm cho em ạ. Mã này là mã gì A mấy chị? Cái này còn một chiếc size M này. Một chiếc size M A5 cho em ạ. Để chứ ạ, A5 em còn một chiếc size M. Chị nào lấy lên luôn đơn cho em ạ. Một con dạ F của hàng Quảng Châu. Em sale lúc con này 350 này. Được chưa? 850 ạ, sale lúc con này 350 luôn. Một chiếc của size M các chị từ 50 cân đến 55 cân ạ. Size M con này từ 50 cân đến 50 nhá. Đâu, từ từ đấy nhá. Từ ôi các chị này. Quá đẹp luôn ạ, còn đúng một cái ấy, chị ơi. Màu xinh luôn. A5 cho em ạ, sale 350. Em còn một chiếc size M thôi. Chị Chiên Hoàng ơi, em làm gì có nhiều bộ lỗi mà bán tặng cho chị nữa. Bán nhà. Em có nhiều hàng lỗi thế để em bán nhà đi à chị. Cái này em còn mỗi một cái size M thôi. Em sale lúc 350. Bình thường em cũng bán rẻ rồi mà chị. Bây giờ các chị cứ em ơi tìm hàng lỗi để bán mà. Thì lấy đâu ra nhiều hàng lỗi thế. Ví dụ cả lô hàng thì nó chỉ có 1-2 chiếc lỗi đi chứ. Thì em đã bán sale rồi mà chị. Chứ ngày nào cũng có hàng lỗi để chết em à chị ơi. Cái này sale 350 luôn này chị này. A5 350 dưới 54 cân nhé các chị nhá, dưới 54 cân. Đá 95 64 cân vừa chị ơi. Đây cái này hình như còn như size L này. Cái này như còn toàn size L các chị nhá. Nguyên size L cho em mẫu này. Đấy, mẫu này còn nguyên size L các chị ơi ạ, nhìn hàng cho em này. Đẹp đến đẹp luôn. Chị nào vừa con này chốt luôn nhá, mã này là A6 cho em ạ. A6 vào kèm số điện thoại nhá. Con này các bác mua bên ngoài giá tiền triệu luôn. Mua bên ngoài giá tiền triệu luôn. Con này em còn nguyên size L ạ. À. Đấy, cái này còn nguyên size L các bác nhá. Mã này chơi là A6. Còn mấy con đấy? Chị A6 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. A6 em còn 4 cái size L. Em còn 4 cái size L các chị ơi ạ. Các chị lên mã này cho em là A6 có kèm theo số điện thoại ạ. Mau lại. A6 ạ. Em xem các chị bán cái này là 350 luôn này. Em ơi dáng này các chị ơi, các chị mua ngoài có rẻ nhất cũng phải 800.000 cái. Để cho em xả luôn cái này còn size L các chị nhá, từ khoảng là 55 cân đến tầm 58 cân. 55 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn. Chị nào vừa cái size L để chốt luôn này, em xả luôn các chị là 350. 350 một áo ạ. Đấy, dạng ép các chị nhá. Hàng rất là đẹp luôn các chị này. Màu này của nó là màu kiểu màu lông chuột ấy. Đấy, kiểu màu lông chuột cho em ý. A6 kèm số điện thoại ạ. Các chị từ nhỏ 55 cân đến 58 cân. Em mặc cái hơi rộng này. Chị nào trên 55 cân mới chốt mẫu này cho em ạ. Size L các chị này. 55 đến 58 cân em chốt đơn. Đó, 55 cân đến 58 cân ạ. 350, em còn sót 4 chiếc thôi. Em còn sót 4 chiếc. Chị nào vừa cái mẫu này các chị chốt luôn cho em này. Khoác bên ngoài cho em xinh. Đấy, 350 này. Đẹp quá này. Áo em mặc bên trong là mã đá 133, còn áo khoác bên ngoài là A6 á. Khoác bên ngoài là A6 á, cộng số điện thoại cho em ạ, 350 ạ. Nhà em có bán chăn lông cừu đâu chị Yến Nhi ơi, chị có nhớ nhầm không đấy? Em lâu lắm em có bán chăn lông cừu gì đâu, chị có nhầm shop không đấy? Nhầm chắc. Nhầm là cái chắc rồi, tại vì nhà em có bán chăn lông cừu năm ngoái nhà mới bán, nhưng năm nay nhà em không bán. Không biết làm để đắp chăn đắp cái áo trong cái ấm. Mày không rét lắm. Ừ.
A6 em có 4 triệu ưu tiên cho các bác luôn, 350. Bây giờ em xả các chị còn rẻ hơn hàng Việt Nam luôn ý. Hàng Việt Nam nếu mà cái giá như này bình thường các chị mua hơn 600 rồi. Các chị mua hơn 600 nghìn, con này hàng Quảng Châu cho em chất lượng rất là đẹp luôn. Không bị xù luôn các chị nhá. Đấy, cái màu của nó cũng xinh. Cái này là em bị sót ở ngoài cửa hàng thôi. Đấy, em bị sót ở ngoài cửa hàng thôi, em xả lúc các chị là 350 luôn này. Các chị nhìn lớp lót của nó này. Để chạm xịn đét đèn đẹp luôn các chị nhá. Lớp lót của nó cũng rất là xịn luôn này. 350.000 đồng ạ. À. Mã hàng chỉ là A6 kèm số điện thoại ạ. À. A6 kèm số điện thoại này chị ơi. Đây là con này là V1 à. Đây, V1 cho em. Sao lại còn sót cái size M vậy? Còn đúng một chiếc size M đúng không? Mã này các chị có phải là V1 ạ. À. V1 lên đơn và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. À. Áo vest dạ của em là các chị nhá. Để chạm vest dạ cho em ạ. À. Dáng ngắn. Đấy, vest dạ kể cho em dáng ngắn này. Các chị có phải là V1 kèm số điện thoại ạ. À. Em có là size MLXL nhưng hiện tại bây giờ em chỉ còn nguyên size M với size L, còn đúng một cái size mới mặc mẫu này. Còn đúng một cái size mới mặc mẫu này, 299.000 đồng các bác luôn nhá. Thấy chưa? 299.000 đồng ạ. Da nhung em còn sót lẻ mẫu đấy chị ơi. Đây mẫu này là 299.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho em là mã V1 cộng số điện thoại cho em ạ. Ông Ri sau lưng chị lên rồi. Chị Thu Huyền Trần ok. Công thân vừa A6 không Huyền? Chị công thân có vừa A6 không? A6 CL ấy. Chị bao nhiêu cân? Chị hay mặc CM thì không vừa được cái A6 đâu. 52 cân. À khoác ngoài được. Khoác ngoài được chị công thân ạ, đẹp lắm ý. Áo này là V1 cho em 299. V1 cho em 299 thì đồng một áo vest dạng ngắn cho em ạ. 299 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 299 cộng số điện thoại ạ. Con đi về bố đi. Đi về bố đi. Bà già đau khổ kia. Áo đang mặc là mã áo bên trong là mã 133 là áo đá bên trong nhá, còn mã em mặc là V1 size M còn đúng một cái, còn đó là size LXL. Size L em chốt đơn các chị 54 cân đến tầm 57 cân, 58 cân ạ. XL các chị tầm 60 62 cân đổ về. Đấy, quần em mặc là mã size 007 chị ơi. Size 007 và kèm số điện thoại ạ. Đó, size 007 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Áo bên trong em mặc bán có 230.000. Áo bên trong là 230. Chị Trần Liên ok chút size L này. Chị Hoa ơi. Lấy em cái đá kia bây. 565 này. Mã này cũng có MLX. Đó, MLXL. Đây mã này. Mã này còn nguyên XL các chị nhá. Mã này các chị có mày là 565 ạ. 565 và kèm cho số điện thoại ạ. Vết cái đẹp nhỉ. Vết dạ này. Đấy, cái cổ nó cũng xinh. Cái cổ nó rất là xinh luôn nhé chị nhá. V1 ạ, chị đồng luyện ok. Mã này 299.000 đồng một áo chị ơi. 299 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 133 ok, chốt đơn dồn này. Chị Trần Tuyến ok, em chốt đơn ạ. Chị Khổng Lê, đây các chị này. Mã 565 này bây giờ là còn nguyên XL đúng không chị? Một cái size L à? Một cái size L. Đúng một cái size L và còn nguyên XL đó các chị nhá. Mã này các chị comment là 565 và kèm số điện thoại ạ. 565 mà kèm theo số điện thoại cho em. Con này em sản lúc các chị là 150.000 đồng. Em tặng các chị kèm đơn nhé chị nhá. 180 sale 150. Đó, 180 em sale 150 luôn ạ. Sale 150 luôn các chị này. Mẫu rất là đẹp luôn ạ. Shop 007 là 170. Shop 007 cho em là 170.000 ạ. Em mặc thử các chị mình xem luôn này. V1XL ok chị đồng luyện. Chạm vào hình gì vậy? Bộ em còn chị ơi. Em còn bộ nhá. Còn bộ lẻ không? Bộ Hà Quảng Châu kìa. BB mấy ấy? Bộ nào? Bộ Hà. Bộ Hà còn bao nhiêu bộ? Đây mã này các chị có phải 565. 565 em còn size XL đấy nhá chị yêu. 58 cơ này 65 là em còn size vừa. Bây giờ là còn nguyên XL em tặng các chị luôn giá đẹp này. Chị ơi sửa giá tiền cho em luôn. 565 em tặng lúc các chị là 130.000 cái. Kèm đơn hàng 130.000 ạ. Đấy, kỷ niệm lúc các chị áo này 130 ạ, 185 sale 130.000. Em còn nguyên size XL thôi. Còn tầm khoảng 5-6 cái. Còn 5-6 cái size XL. Ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm đơn luôn cho em mẫu này ạ. 130.000 mã 565 ạ.
kỷ niệm các chị nhá. Tại vì mã này em hết size bé rồi, còn size to thôi. Em có đúng một cái size L em mặc trên người ấy. Size L các chị 55 đến 60 cân. XL các chị tầm 59, 58, 59 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Đó. Chị Trang bóng à, bét đẹp bây giờ hiện tại em đang lẻ mẫu lẻ size chị ạ. Đang lẻ mẫu lẻ size. Còn mã này các chị có là 565 XL cho em ạ. 565 XL và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 100 ạ. 130.000. 130.000 một áo ạ. Năm sáu năm. Nó sắp ăn đòn bây giờ ấy. Nào ra LV trong tủ đi ở đây. Hình như là còn cái đâu chị ạ. Cái này có một chiếc thôi, chị nào lấy nốt không, size M này. A7. Còn một chiếc size M cho em con A7 này. Đấy, hoặc là các chị comment ra LV cho em size M. Ra LV của size M các chị nhá. Comment em là ra LV kèm số điện thoại ạ. Còn có đúng một cái thôi. Con này chị nào lấy em xem nó các chị 300. Xem nó các chị là 300.000. Cái này còn một chiếc của size M các chị nhá. Sale 300 ạ. 450 sale 300.000. Cái này còn một cái thôi. Size M chị nào tầm khoảng 50-51 cân đổ về thế ạ. 40 cân đến 50-51 cân đổ về chút đơn. Sale các chị là 300.000. Còn một cái ạ. Mã này các chị có phải là ra LV cho em ạ. Đấy. Ra LV kèm số điện thoại trên ạ. Sale 300 các chị nhá. Còn đúng một cái. Còn đúng một cái ạ. 565 là 130.000. Mã 565 là 130. Chị mót hình như comment đúng mã hàng cho em rồi. Tại vì áo đá nhà em có nhiều mã lắm, chứ không phải có một mã đâu chị ạ. Đây ra LV còn đúng một chiếc. Các chị có lấy nốt không này? Ra nó đẹp như này luôn ạ. Còn sót đúng một cái size M thôi. Đó, sót đúng một cái size M. Chị có lấy lên đơn cho em ạ. Ra LV cho em nhá. Từ khoảng là 40 cân đến tầm 51-52 cân đổ về em chốt đơn. Đây chị này, size M. Còn cái gì ăn nữa không? Cái gì? Còn cái gì ăn nữa không? Còn cái gì ăn? Huyền ơi, cho chị xem cái mã da 731 nào Huyền ơi. Còn. Đây, 731, xem lúc các chị cho nó gọn hàng này. Da 731 kèm số điện thoại ạ. Cái này da lót lông các chị nhá. Da lót lông này, em xem nó các chị là 350. Đấy, 731 và cộng số điện thoại cho em ạ. 731 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Đây chị này, mã em có 3 size MLXL, màu nâu này, màu đen với tông màu be các chị nhá. Đâu ấy nhỉ? Ở chỗ nào ấy nhỉ? Đây, trên kia còn màu be này. Đấy đó. Đấy là sao họ tiếp. Mấy màu của nó cơ mà để chỗ nào rồi. À đây 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 đây. Chả chị đứng nhìn những ngó ấy kìa. Ở trên kia màu đen với màu ấy kìa. Con em sale các chị là 350 luôn này. 350 các chị đang mua hơn 600 các chị nhá. 731 cho em ạ. Màu em mặc là màu nâu. Con này da lót lông và cổ lông cho em ạ. Cổ lông các chị tháo rồi được ra các chị nhá. 731 ạ. MLXL 3 size 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn. Từ 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Đấy màu nâu này, màu vàng bò với tông màu đen. Nâu vàng bò với tông màu đen, các chị nhìn hàng của nó này, đẹp xuất sắc luôn ạ. 731 và cộng số điện thoại cho em mình lên đơn các chị yêu nhá. Em xả 350 một cái. Lỗ toàn tập luôn các chị ạ. Em mua áo nhà chị mặc ai cũng khen đẹp, cảm ơn chị Vũ Thị Thúy nhá. Đây các chị này, màu vàng bò này, màu đen này và tông màu nâu em đang mặc đây các chị ơi. 731 và cộng số điện thoại mình lên đơn. Da lót lông của nó toàn bộ da sần. Đấy, dáng của nó sẽ là dáng ngắn ngắn như này, sẽ dáng bomber các chị nhá. Dáng bomber cho em ạ, rất là đẹp luôn ạ. 731 các chị mình tranh thủ lấy mẫu này luôn này. Hàng lót lông mà bây giờ bán rẻ hơn cả hàng không lót lông luôn. 350, 650 sale 350. Lỗ quá các chị ơi, nhưng mà thôi ạ, còn ít em bán nốt thôi. Còn ít bán nốt. Đấy, hôm trước các chị mua giá cũ là cái giá nào các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Bây giờ em sản nốt các chị là 350 một áo. Chị Trà Hương ok em chốt đơn hàng ạ. Đây màu vàng bò cho em này. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của là hàng da sần các chị nhá. Hàng da sần ạ, bên trong lót lông cho em ạ, cổ lông lót lông. Đó, 731 và kèm ra số điện thoại cho em rất là mềm luôn các chị này. Chị Như An này, chị Trà Hương ok em chốt đơn hàng ạ. 731 cộng số điện thoại ạ. Đẹp lắm.
đây màu em thử các chị xem cái màu vàng bò nhá. Cái màu vàng bò. Đó, 731 màu vàng bò kèm số điện thoại ạ. Rất là ấm luôn, vừa đẹp vừa ấm vừa thời trang. Hết rồi chị Mai Kim Hạnh ơi. Chị Phương Hoàng ok chút dồn đơn vàng bò này. Đang mặc quần sóc 007 chị ơi, sóc em mặc là 007, chị lịch cao rồi ok. Mua chị mấy chục cái vẫn muốn mua, cảm ơn tình yêu nhá. Chị Nguyễn Trâm ok chút đơn hàng ở 731 này. Có đen nhá, đen ạ, nâu vàng bò ba màu cho em ạ. Đen nâu vàng bò và kèm theo số điện thoại ạ. Đen nâu vàng bò và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Màu sáng á, màu sáng sẽ có mã khác thôi chị ơi. Màu sáng em có mã khác thôi, không có mẫu này màu sáng luôn ạ. Mã này đủ sao không? Những 709 ạ. Sang 709 là bao tiền đấy? 709 lúc nãy có chị cũng hỏi mẫu này nhiều này. 709. Rồi em đi các chị một mã áo đá nữa nhá. Mã hàng chưa là 709 ạ, kèm số điện thoại ạ. Mã này 709 ạ, kèm số điện thoại cho em. Con này chữ nhỏ nhá các chị nhá. Gì đấy? Hàng chữ nhỏ cho em ạ. Mã hàng chưa là 709. Đó, đẹp quá các chị này. Mã này đủ size các chị nhá. Đủ size M, L, XL các chị, 40 cân đến 65 cân. VIP 4 áo len là mã nào nhỉ? Quên lấy chị mấy mẫu áo len của cái hàng FC đi. Ở chỗ gần cái tinh ghi cây bóng kìa. Chị nào? Chị khoản cái gì? Mã này các chị comment là 709 ạ. 709 và kèm theo số điện thoại cho em. 175.000 một áo các chị nhá. Em tặng các chị 175.000. Chị Đào chưa chút được mã này hôm nay nhanh tay giúp em với. Mưa rào á? Nha. Mã này chưa là 709 nhá chị nhá. Áo da của Bumper á. Chị Trần Thị Hằng chốt 731 màu vàng này, chị thấy hàng ok chốt 709. Mã 709 cho em là 175.000 một áo. 175.000 một áo ạ. Các chị lên ạ, đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Đó. 175.000 chị ạ. Rẻ, đẹp quá. Cái phần thân nó là hai lớp các chị nhá. Thân là hai lớp, còn phần tay nó sẽ là một lớp ạ. Thân hai lớp, tay một lớp cho em ạ. 709 và kèm số điện thoại ạ. 709 và kèm số điện thoại cho em 175.000 ạ. Đấy, đủ size M, L, XL các chị lên đơn ạ. Chị Hiền Ánh ạ, chị Trần Nghĩ ạ, Huệ Đặng này. Áo gió á, áo gió còn. Đây chị một áo gió em. Áo gió kia kìa. Áo gió bây giờ nó còn ít thôi chị ạ. Bây giờ nó chỉ có lẻ mẫu lẻ size thôi ý. Nghĩ đây cái gió trắng trắng này. Gió trắng nào? Đâu mà đem xem nào. Gió đẻ. Ờ. Gió để thôi để mai chị ơi. Tại vì em chưa phân được mẫu ra ấy. Em chưa phân được mẫu ra đâu chị ơi. Đâu len đâu. Đây có mấy con FC này các chị này. Đồng luyện đâu ok. Chị Liên Nguyễn Thị có. Chị Nguyễn Sĩ chốt đơn hàng ạ. Thế em hay cái khác ra để cho em lấy đồ cho nó dễ. Sắc nè. Cái chân váy ấy còn đúng không nhỉ? Còn nhiều cái linh tinh lắm các bác ơi. 709 chị Đinh Khang Lê chúc đơn hàng ạ. Đây mã 709 đây. Đâu cái áo len S đâu nhỉ? Đi kìa, cái mẫu kia xem còn nhiều không? Sơ mi có luôn ý. Sơ mi có chân, váy biết còn có hết. Đâu.
Đây lạnh các chị này, hãy lấy hãy lên hãng cho em. Đấy, mặc lên hãng cho nó đẹp các chị nhá. Đấy chị ạ, mã này các chị có may là mã gì vậy đây? Đỉnh 4. À, đỉnh 4 á? Thế lúc đấy mấy chị hỏi đỉnh 4 lại bảo em không nhớ mã nào. Đấy. Là mã này đúng không? Ừ. Ôi giời ơi, đây mã đỉnh 4 này, chị nào lúc nãy hỏi đỉnh 4 thì em có còn trên like không? Đây này. Mẫu này đỉnh 4, lúc nãy chị nào hỏi em có còn trên like không ạ? À? Đây ạ, à, đỉnh 4 cho em ạ, à, 299.000 đồng. Lên hãng các chị nhá. 299 cộng số điện thoại cho em ạ. À. Đỉnh 4 ạ, à, 299 các chị lên đơn hàng mẫu này cho em và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. À. Đẹp dã man luôn ý. Ờ, Huyền ơi, chị bảo là cái áo ở chỗ cái bóng ấy kìa, nó đang ngồi ấy kìa. Thấy chưa? Ở chỗ cái bọc chân váy ấy. Đây đỉnh 4 đây, bác nào đang đợi đang hỏi em mà lúc nãy em không nhớ ấy. Đây này mẫu này này. Đỉnh 4 và cộng số điện thoại cho em. Ôi giời ơi, cái chỗ cái váy bọc đen đi kìa. Ở bên cạnh nhỉ, cái áo có chữ B. Đây. Đẹp cho các chị này, len xịn các chị nhá. 299.000 đồng là sale của các chị ạ. 299 ạ, dưới 65 cân đổ vé chốt đơn ạ. Đỉnh 4, em mặc màu nâu các chị nhá. Màu nâu này, màu đỏ cho em ạ. Màu đỏ này, tông màu vàng và tông màu xanh coban. Và tông màu xanh coban em tặng các chị giá 299.000 đồng. Các chị đang mua ngoài của nó là 450. Để chạm 450, 480. Em tặng các chị mức giá là 299.000 đồng một áo. Hàng lên hãng cao cấp các chị này. 299 ạ, chất len rất là xịn luôn các chị nhá. Chất len đẹp luôn ạ, 299 ạ. Màu nâu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, 4 màu cho em ạ. 4 màu ạ, toàn màu đẹp cho các chị này. Mẫu này cũng hết hàng rồi ấy. Hết rồi chị Nguyễn Gia Hương ơi. Giờ này cái mã đỉnh cao là không còn hàng đâu. Đây là mã đỉnh 4 cho em ạ. Đỉnh 4 cộng số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Thị Vinh à. Chị Lam Anh rồi, ok em chốt đơn đấy. Lúc nãy mấy chị hỏi em ơi đỉnh 4 còn không mà em không nhớ là mã nào đỉnh 4. Bây giờ em lúc là bây giờ lấy hàng lên mới biết là mẫu này còn hàng. Nhớ, chị Lương Thị Minh ok. Đây màu đỏ quá chị này. 299.000 đồng một áo chị ơi, đẹp lắm. Màu vàng cho em ạ, toàn bộ lên hãng các chị ơi ạ, toàn bộ lên hãng chị các chị mình. Anh Phạm rồi ạ. Áo khoác chữ D màu B cộng với áo vàng của pha. Gió màu vàng 709 Thanh Nga. Đấy chị này, màu vàng. Bên ngoài màu nó đẹp lắm các chị ơi, màu trên là nó sẽ bị sáng hơn các chị nhá. Màu trên là nó sẽ bị sáng hơn bên ngoài. Đấy, các chị có bạn là đỉnh 4 ạ, kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn ạ, 299.000 đồng một áo ạ. 299.000 đồng các chị lên ạ, đúng mã hàng cộng số điện thoại cho em với ạ. Màu cũng rất là đẹp luôn ạ, cái tông màu của nó đẹp các chị nhá. Đây là xanh coban này. Xanh coban cho em ạ. Pha họa tiết cho em cái này ạ, len của nó. Nói chung là nó cũng là kiểu là dòng len thổ các chị nhá, nó có dòng len thổ đấy. Mặc rất là đẹp ạ. 299.000 ạ. Không có về đâu chị ơi, bây giờ qua Tết thì em bán hàng nghề rồi, bây giờ qua Tết còn về áo tắc ca làm gì nữa à chị? Về để năm sau bán à chị? Chị Mót Huynh ok, chốt đỉnh 4 màu nâu này. Em mặc là nâu các chị nhá, đây màu nâu đây ạ, đỉnh 4 là cộng số điện thoại cho em ạ. Đơn hôm qua nhà em vẫn chưa chốt hết đâu chị ơi. Đơn hôm qua vẫn đang gọi chốt đơn. Chị Đinh Cúc rồi ạ. Áo đá đi em ạ, rồi ôi từ nãy giờ vẫn chưa tràn áo đá à. Đây một mẫu có nguyên màu nâu thôi sao? Đây đúng không? Sao mã này có phải là cái mã ở nguyên màu nâu kia không? Rơ quay mặt này. Rơ quay mặt đây. Đây. Đây cái mẫu gen này có nâu này, em có SM 2 size các chị nhá. Mẫu này em có SM 2 size gen cao cấp các chị ơi ạ. Có một màu thôi. Gen cao cấp cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là à mấy? A7 ạ. Phải không? Đúng rồi đấy. Mã này là dê cho là A7 và kèm số điện thoại ạ. Form này em chốt đơn là SM2 size. Các chị 40 cân đến 60 cân các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân lên đơn. Gen lông các chị này. Áo này của nó là gen lông. Em có 2 size là size S và size M ạ. 2 size SM các chị 40 cân đến 60 cân. Em tặng các chị giá là 290.000. Hàng loại 1 luôn các chị yêu nhá, 290, chất gen của nó rất là mềm, nó không bị giọng bị ngứa. Đó, lên chuẩn mã hàng cho em là mã A7 ạ. Để chạm A7 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Đẹp lắm luôn các chị, nhìn gen lông này, màu nâu cho em ạ. Gen lông màu nâu, A7 cho em ạ, 290 các chị nhá. 290 ạ, 350 sale 290. Đó các chị lên ạ, đúng mã hàng cho em và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Màu nâu cho em rất là xinh luôn ạ, nhìn chốt rất là sang các chị nhá. 2 size SM.
Đó, hai size S, mời các chị nhìn tên mác của nó luôn này. 290 ạ. Em có ít cho các chị ơi ạ. Đấy, tầm giờ này cũng không có gì là còn nhiều các chị ạ. 290. Đó, mã này là A7 ạ. A7 và cộng số điện thoại chỗ em. Màu cái phần đẹp. Đai của nó này, màu đẹp này. Màu rất xinh luôn. Đó, 290.000 một áo ạ. A7 ạ. Bây giờ nhà mình còn bao nhiêu cái áo nhiệt? Áo giữ nhiệt ạ? Ừ. Nhiệt 0282 tông, nhà mình còn hết màu nâu, màu be. Không có cái màu nâu đen. Còn bao nhiêu cái? Chắc là 3. 913 phần nhớ. Đâu, cái mã nhiệt 913 đưa đây chị nào. Tặng nốt cho khách đi. Đâu? Ngày mai chị nào có đơn hàng em tặng các chị kèm thêm áo giữ nhiệt này, giá các chị rất là bèo. Hả? Mã nhiệt cho em ạ, nhiệt 913 các chị này. Giữ nhiệt các chị nhá, giữ nhiệt rất là ấm luôn. Mấy màu? Cho các chị luôn đi. Cho nó gọn hàng. 913 hay 921? 913. Đây các chị này. Đây các chị nhá, em tặng các chị mỗi chị một áo nhiệt này cho em ạ. Mức giá ngày hôm nay sẽ là... ba màu à? Đây màu xanh các chị này, màu xanh ạ, màu này là màu da, còn đây là màu nâu cho em ạ, xanh da nâu ạ, thi thoảng có chiếc màu đen các chị nhá, em tặng các chị ạ, ngày hôm nay kèm đơn hàng cho em luôn, em không bán rời mẫu này các chị nhá, em không bán rời, cái mẫu này em kỷ niệm các chị luôn ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ, em còn tầm 30 chiếc, em tặng các chị kèm đơn ạ, 110.000 một áo. Trời ơi, 110.000 đồng một áo các chị này. 110.000 một chiếc, 110.000 một chiếc các chị mình lên đơn hàng cho em ạ. Lên đơn ạ, chuẩn mã hàng cho em là nhiệt 913 kèm số điện thoại. Ngày mai dồn đơn mọi các chị ơi nhá. Ngày mai dồn đơn mẫu này cho em ạ. Em tặng các chị nốt là 110.000. 110.000 đồng không nghe nhầm luôn. Được chưa ạ? 110.000 đồng một cái. Đẹp lắm luôn ạ. Em cày luôn, em còn sót ít quá, em không muốn mặc mẫu lên ý. Mặc mẫu là không có hàng. Mặc mẫu thì là không có hàng luôn đấy. Em tặng các chị luôn kèm đơn 110.000. Chị nào mình được mình xuống. Để chị ạ, giữ nhiệt cho em các chị này. 913 cộng số điện thoại cho em. Em mà lên lúc này, cái áo này lúc đầu like ấy, là không còn hàng đâu. Rồi là ít người thì mới các chị mới chốt được mẫu này đấy. Nếu mà bây giờ ít người, vài trăm người các chị mới chốt được mẫu này. Thì lúc đầu like là gần 2.000 người, như thế là không có hàng chốt đấy. Đấy, em còn sót đấy. Đây các chị này, màu da, à đây là màu da cho em. Đây là màu nâu cho em nhá. Có đây là màu xanh ạ. Màu xanh đá ấy. 110.000 một áo. Các chị ra ngoài vẫn đang là 200.000 một cái, 200 hay 220. Em tặng nó các chị là 110.000 một con nhiệt hộp như này. Mã 913 cho em ạ. Chị nào mình được mình hoan hỉ và chị nào không được thì thông cảm, tại vì em còn sót tầm khoảng là 20 đến 30 chiếc thôi. Em còn sót tầm 20 đến 30 chiếc thôi các chị nhá. 110.000 đồng ạ. Các chị chọn màu cho em ạ, dưới 65 cân em chốt đơn. Cứ dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ, nhiệt 913 kèm theo số điện thoại. Áo chị mặc là 290 em ơi. Áo chị ở bên áo mặc là A7 290. Còn đây là mã 913 em tặng các chị giá 110.000 ạ. Em tặng các chị giá 110.000 đồng một áo ạ. Gen màu trắng á, gen màu trắng để em tìm xem còn tí nào không. Gen trắng, cái mẫu như này trắng trắng ở chỗ nào ấy nhỉ? Nó còn linh tinh quá lẹ, chỗ nào không biết. 913 ngày mai các chị chọn xem cái nào màu nào các chị mình thích mình lấy luôn nhá. Không cứ lấy 3 chiếc 3 màu cho em ạ, tại vì bây giờ các chị chọn 3 chiếc thì cũng gần như là bằng các chị đang mua một cái ngoại trường luôn ấy. Đó, 913 cho em 110.000 một áo ạ. 110.000 đồng một áo ạ, lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Cái này em tặng kèm đơn các chị nhá. Em tặng kèm đơn hàng luôn ấy. Đấy, dọn kho luôn, dọn cửa hàng luôn ạ. Còn bao nhiêu cái em kỷ niệm nốt các chị 110.000 ạ. Tiếp theo ạ, mã này cho em này. Cái này là A mấy? A8 ạ, mấy màu? Đây là không có size S à? Hết rồi. Hết rồi, còn mấy cái? Còn hai cái size M màu này thôi. Đây là màu... Còn màu nâu có size S M. Đây, trắng này còn hai chiếc này. Mã này lên trên là A8. Size M cái này còn hai chiếc màu trắng các chị nhá. Còn hai chiếc màu trắng của A8 này, chị nào lấy nốt 290 này. Đấy. Đây các bác nhá, hai chiếc màu trắng của size M. 290.000 một áo. Tiếp theo lên con A8 này luôn này.
A8 màu trắng còn 2 cái các chị nhá. Size M các chị tầm khoảng 54 55 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn. Tại vì chất gen nó sẽ co giãn ạ. Mã này lên cho là A8 mà kèm theo số điện thoại ạ. Màu trắng em còn 2 cái size M là hết ạ, 290.000 một áo ạ. 290.000 đồng mã hàng A8 mà kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Đẹp lắm luôn ấy, còn đúng 2 chiếc ạ. Mã hàng A8 cho em. A8 cộng số điện thoại đây màu trắng các chị này. Màu trắng cho em ạ, mặc lên nó không bị hở đâu nhá. Tại vì em mặc cái áo hai dây đen thì nó hơi bị lộ một tí thôi. Các chị mặc cái áo màu sáng ấy, áo lót màu sáng ở bên trong nó sẽ không nhìn thấy. À, nó sẽ không bị lộ áo đâu ạ. Mã A8 ạ. Chị Nhân Nguyễn comment nhiệt 913 kèm số điện thoại nhá. Nhớ cho em rằng cái nhiệt 913 là em bán tặng kèm đơn nhá. Còn một chiếc, hai chiếc em sẽ không bán. Em không bán riêng nữa chị ơi. Em bán kèm đơn hàng của ngày hôm nay, chị nào mà có đơn hàng mà chốt tin em ấy. Mã này các chị comment là A8 ạ. A8 trên màu trắng và màu nâu các chị nhá. Có cả màu nâu cho em. Đấy, A8 màu trắng và A8 trên màu nâu kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 290.000 một áo các chị này. 290 ạ. Mẫu này thì màu nâu có cả size S và size M. Màu nâu có cả SM các chị nhá. Các chị lấy trắng hay lấy nâu các chị lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Em thử các chị xem cái tông màu nâu của nó luôn này. Màu nâu thì có cả SM ạ. Màu nâu có cả SM. Phác đỏ đằng sau á. Em bán rồi mà. Khoác phao Burberry đằng sau em bán rồi. Đây màu nâu cho em này. Có một hai cái màu đen ở chỗ nào. Đây các chị này. A8 màu nâu ấy. SM 2 size 40 cân đến 60 cân. Màu nâu từ 40 cân đến 60 cân lên đơn ạ. Có, em chưa về có hai cái ở chỗ đó. Có ném vào chỗ nào rồi ấy. Đây nơi, phải dưới này này. Không, con nó bị lỗi. Sao đấy? Nó trước nó sao lưng rút sợ hết rồi. À. Rút tủ ra này. Đúng bà chị luôn. Con ngắn em có. Mặc mẫu thì chả ai phát hiện. Này, con này là mã 1, mã L, mã R. Mã lẻ. Phong ngắn em có chị ơi. Chị Trang Bùi Thị Xuân lên số điện thoại chị nhá. Đây gọi chốt đơn chị nhé. Ok chị Yến. Để em xem còn cái gì lạ lạ nữa không nào. Tại vì là bây giờ mẫu toàn bộ mẫu lẻ hết rồi. Toàn bộ mẫu lẻ hết rồi. Không còn số lượng ấy. Không còn số lượng luôn. Còn tóc tai. Tóc tai mùi rồi. Sao mà tiếc. Ai tiếc? Nguyên. Sao? Mua cái mặt ấy à? Mua cái cháu con này, cái mã này em còn một chiếc, mã 216 này. Đấy, size L các chị nhá. Con này em sale nốt 450 ạ. 450.000 cái này size L cho em ạ, từ 50 mấy cân nhỉ. Con này của nó là hàng Paka. Đấy chị ạ, Paka một lớp các chị yêu nhá, nó không phải lót lông. Nhưng con này của nó là hàng cao cấp này. Chất của nó sẽ là dòng chất kaki ướt và hàng Quảng Châu cho em ạ. Mã này 216 em còn đúng một chiếc size L của màu đỏ, kiểu màu đỏ cam các chị nhá, đỏ đậm ấy. Đó, 216 và kèm theo số điện thoại cho em ạ, sale 450 cái này em còn một chiếc của size L. Em còn một chiếc của size L, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn nhá. À, em mặc 65 cân không ạ? Không chị ơi. Cái này tầm khoảng 60-62 cân. Đấy tầm 62 cân chị ạ. Đấy, đằng trong nó sẽ có dây rút eo các chị nhá. Có dây rút eo bên trong. Mã này là sale các chị luôn là 450. Đấy chị ạ, 450. Còn một chiếc size L. Đấy, còn một chiếc size L. Thôi nghị nhỉ, mai lại lên tiếp. Sao hôm nay mà chị chẳng chốt được mã nào em ơi, sao chị vào muộn đây? Thượng thân quá, để mai em sale lẻ vào nhá. Bây giờ em nghỉ đây. Mai em lên tiếp. Mai lên tiếp. Bóng với chào.
gì đấy? 47 cân thì mặc hơi rộng chị ạ. Phải tầm khoảng 55 cân đổ lên. Em nhìn thấy tâm nhé chị Trâm ơi. Chị chốt cái gì đấy? Mà 216. Không, 6 cái này có một cái. Đi rồi nhưng mà có một cái này. Ừ. 210 cái 708. Giờ còn 10 cái. Biết 708 là nào? Biết. Biết ạ. Màu đen. Sao ở ngực? Còn một chục cái, đúng 210 cái, giờ còn 10 cái. Mã 206 là cái gì? Hả? Nhà mình cái mã 206 là cái gì vậy? 216 chị Út Vũ ơi, mã 216. Chị ghi 206 là người mai không chốt được đơn đâu chị ạ. Chị comment lại cho em là mã 216 chị nhá. 216 kèm số điện thoại cho em. Thôi ngày mai em sale lẻ các chị vào xem nhá. Tầm này săn lẻ mà. Tầm này là săn lẻ nhiều mẫu đẹp lắm đấy. Mỗi lẻ một cái một đi. Em nghỉ thôi, mai em lên tiếp, mệt lắm rồi các chị ạ. Em chán rồi đấy. Em chán đấy, không muốn bán. 58 cân là vừa đẹp luôn, chị Út Vũ nó là size L. Đấy, Huyền Dơ cái đấy bán cho chị bao nhiêu bán? Bán em 450 luôn. Chị nào lấy thì comment luôn. G16 thì phải không? Đây bán đi. Nói đi. Giờ chị xem gì nhé. Bán đi. Bán nó đi. Đây, chị đang lấy nước con này không? G16 này, cái shop shop một cái này. Con đấy có phải đi đâu Huyền phải không? Không. Sao này G16, màu be. Phải không? Phải. Không, phải không nhỉ? Phải. Phải. Con này có màu be, màu vàng hết rồi. Ừ, màu be, màu vàng. Vậy đây là G16. Thế mà cũng đòi bán hàng. Đấy thì em đi ra chơi vậy đi. Em đi tìm. Tìm mấy áo gió, gió ở đây mình vứt ra trên mạng đi. Còn nhiều linh tinh lắm. Linh tinh ở đâu nhỉ? Cái điện thoại mà bóng. Tao bảo sao ai gái mà kinh thế. Mày đúng là thần hồn nát thần tính. Áo em mặc là 209. Thôi nghỉ nhá. Ok chị Út Vũ ạ, 216. Mai chị có bận không? Sang đây chơi với em. Để đi cúng cụ đâu. Đấy. Chả đang cúng cụ. Cúng đâu? 603. 603. 603 mét rồi. Không phải cúng thử. Chưa giao thừa sao có chuyện đấy. Thế mà kêu như đúng rồi. Chưa mai bắn lên nhá. Được chị ơi, G16 màu be 60 cân mặc được. Đánh cho em cái mã G16 kìa. 60 cân mặc được, chị ơi em còn sót có mỗi một cái, có hàng đâu. Hết rồi. Lấy cho con hàng. Chị ơi, đấy sợ bọn nó lấy mất. Sao đi nhặt cái linh tinh ra để mai. Rồi mai chả hết, chúng nó chả khác đi tìm. Không. Em lấy cái nào việc. Chúng nó tìm sao chúng nó biết được hàng Việt Nam. Thôi em tắt like này, bye các chị yêu nhá, chúc các chị ngủ ngon ạ. Chúc các bạn ngủ ngon, rút điện này. Và mãi săn xe được mấy cái. Tây áo em mặc là mã A8. Đã định rút điện. Đâu, chị đang bảo đứng dậy cho chị xem cái áo. Đây này, áo A8 với chị này. A8 mà kèm số điện thoại. Cổ lông đằng sau á. Cổ lông mã G16 là 450, em xem 450, còn mỗi một cái. Còn một cái em sale 450. Em nghỉ đây ở ba các chị nhá.